Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với shop hàng bãi của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay thì bên nhà em xin giới thiệu và thanh lý đến các bác rất là nhiều những mẫu sản phẩm bên nhà em. Quý cô bác anh chị đi qua kênh bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Không để quý cô bác anh chị phải chờ đợi lâu nữa, bên em Dân xin đi và giới thiệu một số những mẫu sản phẩm mới bên nhà em nhé. Hàng mới luôn này. Đấy, hàng mới luôn. Nguyên hộp luôn này. Đó. Khi các bác nhận hàng ý, là máy của nó sẽ là máy mới. Còn đây là con này em đã test hơn 2 năm nay rồi. Sẽ tặng kèm thêm cho các bác đó là pin của Panasonic nhé. Pin của Panasonic xịn luôn. Và các bác lưu ý một cái điều đó là khi các bác lắp pin của cái máy này, rất là nhiều bác gặp phải rồi. Đó là các bác lắp này, các bác để ý cho em đúng cái vạch ở dưới này, đúng theo cái cách lắp của nó ở dưới này. Đó, đúng theo cái cách lắp đó là mới chạy được. Thì là mới chạy được nhé. Đấy, còn các bác lắp kiểu này này, theo hai cái kiểu đúng như này, đúng như cái này của nó thì nó sẽ không chạy. Thì nó sẽ không chạy. Đấy, mà nó không ảnh hưởng gì đâu nhưng mà nó không chạy. Đấy, lắp ngược cái là được luôn. Đó, em xin test cho các bác luôn nhé. Đây nhá, em lại test cho các bác luôn. Đây em test nữa để tí nữa test máy khác nhé. Đấy, hôm nọ này để dâu ngắn các bác góp ý quá. Đấy, các bác cần nhẹ nhàng thôi, không cần phải ấn mạnh này đâu. Các bác cứ nhẹ nhàng này. Nhẫn thím luôn. Các bác có thể nhìn thấy nhẫn thím luôn. Đấy. Mà em đây nhé, thật sự với các bác luôn là em là người thật việc thật luôn. Con này thì em đã dùng hơn 2 năm. Đấy, nếu mà các bác nào theo dõi kênh của em các bác biết con này là em đã dùng hơn 2 năm rồi. Và đảm bảo với các bác luôn con này dùng rất là ngon. Đấy. Nhẫn thín luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy. Nhẫn thín mà nó không đau rát, nếu mà các bác nào mà không có dấu quay nón thì bác dùng con này. Con này thì giá của nó sẽ là 350.000 đồng. 350.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Khi các bác nhận hàng ý, thì là nó sẽ là hộp mới. Thì khi các bác nhận hàng nó sẽ là hộp mới cho các bác. Nên là các bác có thể yên tâm. Hàng đẹp luôn, xịn sò. Hàng đẹp và xịn sò luôn đây này. Ở siêu thị Nhật gửi về nhé. Bạn em ở bên siêu thị Nhật gửi về luôn. Và em là người thật việc thật, đã sử dụng và đã trải nghiệm rồi. Đấy, em cũng là đàn ông nên là em biết cạo râu này. Những cái con này mà các bác đi hay, bác nào nhất là bác nào mà hay phải đi họp hay là đi công tác ấy, thì các bác để trong túi, nó rất là nhỏ gọn. Nó rất là nhỏ gọn, cầm bàn tay này rất là dễ này. Và pin của nó nhé, pin của nó nếu mà pin Panasonic thì các bác dùng được như em dùng được khoảng 7 tháng, 7 đến 8 tháng thì nó mới hết pin. Nên là các bác có thể yên tâm. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đó, các bác chỉ cần để như này, các bác bỏ vào thôi. Đấy, bỏ vào thôi là được. Để đi đâu các bác cạo nhiều khi cái bề ngoài để các bác đi họp hành các thứ thì rất là tiện luôn nhé. Máy cạo râu của Panasonic hàng xịn luôn. 350.000 đồng và bên nhà em bao ship thì sẽ được tặng kèm thêm cho các bác đó là một đôi pin của Panasonic nhé. Đó, sẽ được tặng kèm thêm một đôi pin nữa khi các bác nhận hàng thì là hàng của nó sẽ là hàng mới nguyên hộp. Hàng mới nguyên hộp luôn nhé, nguyên siêu. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm, hàng đẹp luôn. Một con tiếp theo. Con này thì nó VIP Pro hơn. Một con máy cạo râu 4D Shaver. À đâu em xin lỗi. Bot nhầm. Bot này. Bot Đức này. Con này thì nó sẽ gồm cho các bác phụ kiện của nó sẽ gồm có là một cái dây cáp sạc USB, con này bằng sạc điện. Nó chỉ có dây cáp thôi nhé. Các bác về các bác tự cắm vào cái củ sạc điện thoại của các bác nhé. Đây này. Và máy của nó đây. Đấy, con này thì các bác sẽ bật nút bật nguồn lên. Bật nguồn thì các bác giữ lì 3 giây này. Nó tăng tốc độ này. Giảm tốc độ này. Tạm dừng này. Đấy. Bật chế độ tung lơ lên này. Bật này. Đấy, em xin test cho các bác luôn nhé. Đây còn nửa râu còn lại em xin test cho các bác luôn. Đầu tiên nếu bác nào râu em không có râu quai nón nhưng bác nào râu quai nón nhé, các bác sẽ bật lên, các bác lấy cái tông đơn này, đấy, các bác rũ qua đi, đấy, các bác rũ qua đi. Em lại không quen mấy tại vì nó là không phải là gì, đấy, đấy các bác rũ qua đi, rồi các bác tạm dừng lại này, đấy, các bác bật lên. Sạch bong luôn coi nhé, sạch bong luôn này, đó, sạch bong luôn, đấy mà mới đi có tí thôi, mới đi có mấy phát, các bác có thể nhìn thấy, rất là sạch sẽ, rất là đẹp luôn, một con máy cạo râu của Bot, đấy, một con máy cạo râu của Bot, đây các bác thấy em đi phát đi luôn, đấy, cạo phát là đi hết, hàng đẹp, khi bác nhận hàng thì là nó sẽ là hàng mới nguyên hộp, khi bác nhận hàng nó sẽ là hàng mới nguyên hộp như thế này, đó, còn đây cái thông số chi tiết của nó nhé. Đây này, cái thông số chi tiết của nó này các bác này, hàng của Germany của Đức này. Xịn sò luôn nhé.
Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó cũng cực kỳ mềm luôn. Giá của nó con bot này thì nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 600 ngàn đồng và bên nhà em bao ship 600k, máy cạo dầu của bot bot Đức 600k bao ship. Con này thì các bác muốn tắt nguồn đi thì các bác giữ lì 3 giây. Đấy, cái chế độ này vừa chống trẻ con nghịch mà vừa sử dụng rất là ok luôn. Đậy lại. Đó, xịn xò luôn nhé các bác nhé. Xịn xò luôn. Máy cạo dầu bot 600k vào bên nhà em bao ship nhé. Một cái mẫu sản phẩm này, hôm nay về rất là nhiều cái mẫu mic này. Mic của thương hiệu Sure. Đợt này hàng về số lượng cực kỳ nhiều luôn các bác nhé. Và cái dòng này hàng đợt này về thì full hộp. Còn nguyên hộp cho các bác. Đấy, như lần trước thì không có hộp tại vì nó giảm thiểu chi phí. Đó, lần này về thì giá cả của nó đã mềm hơn rồi. Đấy, giá của nó khi bán ra thì mic của nó vẫn thế, nhưng mà đợt này thì nó có cả full hộp cho các bác luôn. Ở trong một cái mic này thì nó sẽ gồm cho các bác đó là hai cái mic. Hàng của Sure, thương hiệu của UEA của Mỹ này. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Và ở đây thì các bác có thể xoáy ra và các bác lắp pin vào. Nó sẽ gồm có cho các bác đó là 3 viên pin nhé. Đây, các bác lắp vào, các bác bật lên này. Đấy, tần số của nó đây. Đấy, các bác về các bác cứ xoáy ra, lắp pin. Và các bác cắm cho em thử cái chân này vào luôn. Cái này cũng phải các bác phải lắp pin này. Lắp pin 3 viên vào 3 cái. 3 viên vào 3 cái nhé. Đó. Rồi các bác cắm, các bác hát thử. Rồi các bác cắm, các bác hát thử cho em. Con này thì nó sẽ có thêm cho các bác đó là một cái đầu chuyển đổi nhé. Một cái đầu chuyển đổi này. Đấy. Hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ chất luôn. Đấy. Hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ chất, cực kỳ chất lượng. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Sure, hàng của USA của Mỹ. Con này thì các bác có thể sử dụng thoải mái. Và các bác sẽ sử dụng cho em đó là đây. Có cả hai cái lót nữa đây. Đấy. Đây, ở đây thì cái tần số của nó này. Cái tần số của nó các bác để ý là nó sẽ khớp tần số. Nó sẽ khớp tần số là nó sẽ được. Và con này thì các bác sử dụng rất là ok luôn nhé. Lắp vào. Hàng của Mỹ thì các bác dùng chất lượng, các bác yên tâm luôn. Con này thì một cặp này của nó nguyên hộp như thế này. Giá của nó bên nhà em vẫn giá cũ 550k. 550.000 đồng một cái mic Sure này. Và bên nhà em bao ship cho các bác luôn nhé. Nhận hàng nhà em ấy thì các bác cứ kiểm tra hàng. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. Đấy, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Mic của Sure của Mỹ. Đấy, hàng đẹp luôn. Con này thì có cả cổng chuyển đổi các thứ để các bác lắp vào đây này. Rất là tiện lợi nhé và xịn sò. Cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác đó là một số những cái dòng đốc sạc của thương hiệu Licocala. Ở đây nhà em có đốc sạc 2 viên pin và đốc sạc 4 viên pin. Ở hàng này thì nó rất là tiện lợi luôn. Cái đốc sạc 2 viên pin đây thì các bác có thể về các bác sạc 2 viên. Dòng này là nó là thương hiệu Licocala, hàng cực kỳ cao cấp rồi nhé. Hàng cực kỳ cao cấp rồi. Không những con này các bác có thể sạc pin vào. Đây, ở cái này các bác cắm là các bác sạc pin vào. Đó. Còn các bác muốn làm sạc dự phòng thì các bác có thể lấy pin ra thì các bác cắm vào cái USB này. Đây này. In là vào này. In là vào này, út là ra này. Đấy, in út này. Đấy, thì các bác có thể lấy pin ra. Cực kỳ ok luôn và cực kỳ chất lượng. Hàng đẹp luôn nhé. Con này thì đốc sạc 2 viên pin. Các cái thông số của viên pin của các bác có thể sử dụng được. Đó. Hàng này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 200.000 đồng. 200k và bên nhà em bao ship luôn nhé. 200k bao ship luôn cho các bác cái đốc sạc Licocala 2 viên pin này. Đó. Còn một đây, một cái đốc sạc 4 viên pin. Thì các bác có thể lắp 1 viên, 2 viên, 3 viên hay là 4 viên, các bác đều có thể sạc được. Và các bác có thể sạc được pin AA, pin AAAA. Đấy. Và tất cả những cái dòng pin đây, cái thông số của cái pin của nó. Mà sử dụng cắm điện, nguồn điện các bác cắm có thể cắm nguồn điện từ 110 đến điện 220V. Các bác đều có thể sử dụng được. Đốc sạc pin 4 pin của thương hiệu Licocala. Con này thì ở bên shop nhà em đang có mức giá của nó đó là 350.000 đồng. 350k nhé, các bác có thể sạc. Đấy, pin riêng, sạc pin riêng. Đó. Còn cái mic của nó thì nó cũng đã có cái chỗ sạc pin riêng rồi. Nên là các bác có thể yên tâm. Đấy, mic riêng, mic cũng có chỗ sạc pin riêng. Các bác cũng có thể cắm. Hoặc là các bác có thể mua cả cái đốc sạc bên ngoài như thế này. Cực kỳ ok và cực kỳ chất lượng luôn nhé. Cực kỳ ok và cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, đốc sạc 4 pin của Licocala. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Đó. Nhận hàng là các bác cứ kiểm tra hàng đúng như nhà em quảng cáo thì các bác phải thanh toán nhé. Hàng cực kỳ chất lượng.
cái mã sản phẩm tiếp theo này. Còn ít vật cầu lông. Hàng này thì nó rất là ok luôn. Con này thương hiệu của nó là thương hiệu của WeWin này. Đấy, hàng này hàng của nó là hàng của Germany của Đức nhé. Hàng của Germany của Đức. Con này trọng lượng của nó là 80 g, tức là chưa đến một lạng, cầm rất là nhẹ tay luôn. Các bác đánh thoải mái luôn. Nhẹ tay mà cứ căng nhé. Tại vì sao nó nhẹ? Khung của nó là khung carbon. Khung của nó là khung carbon nhé, nên là nó sẽ rất là nhẹ và rất là ok cho các bác luôn. Các bác cầm các bác đánh thoải mái luôn, hàng cực kỳ đẹp luôn. Đó, hàng con nào cũng thế, con nào cũng như con nào, cực kỳ đẹp và cực kỳ ok luôn. Màu sắc thì nếu mà các bác nào mà muốn màu thì các bác phải nhắc em nhé, không thì em sẽ chọn màu ngẫu nhiên. Thì hai cây này nó khác nhau, để ví dụ là cây của ai thì người đấy đánh cho nó quen tay. Đấy, ví dụ là mua về cho các con thì thằng anh một cái, thằng em một cái, hai vợ chồng thì vợ một cái, chồng một cái, màu nó khác nhau đỡ lẫn lộn. Đấy, đánh vật cầu lông thì đỡ lẫn lộn. Hàng này thì dùng rất là ok luôn. Con này cũng dùng carbon nên là nó rất là mềm. Đây các bác có thể nhìn thấy. Đây thì em sẽ kiếm cái chỗ nào để em test cho các bác. Đây. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Cong còn cong luôn, ấn cong xuống luôn. Ấn cong thoải mái luôn. Khung carbon này là nó ấn cong thoải mái luôn nhé. Không sợ bị gãy, nó không sợ bị gãy hay là cái gì đâu. Hàng cực kỳ ok luôn. Hình như là các bác em đã test cho các bác một lần chụp vài lần ở trên video đấy. Các bác đợi em chút test thực tế lại luôn. Test thực tế lại luôn cho các bác luôn nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy đây, chiều cao của nó đi. Này. Cong 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 luôn này. Các bác có thể nhìn thấy. Đây. Đấy. Đấy các bác nhìn này là biết rồi đấy gì. Cong như này. Không bị gì cả. Đấy. Cong như đàn luôn nhé. Vẫn cái vật đấy nhé. Này các bác có thể nhìn thấy này. Vẫn thẳng tắp luôn. Vẫn rất là đẹp. Rất là xịn sò luôn. Đấy. Hàng cực kỳ ok. Rất là mềm dẻo. Các bác nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái. Cước căng 12 kg. 10 đến 12 kg. Nó rất là căng cước. Đó, hàng này thương hiệu của nó là thương hiệu của WeWin. Hàng của Germany của Đức. Hàng của Germany của Đức này. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Khi mà nhận hàng nhà em thì các bác cứ kiểm tra hàng nhà em thoải mái. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra hàng nhà em thoải mái. Rồi các bác cũng phải thanh toán. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Một cái vật cầu lông như này thì ở bên nhà em đang có mức giá đó là 150.000 đồng. 150.000 đồng một chiếc vật cầu lông. Đấy, hàng đẹp, giá cực kỳ tốt luôn. Và bên nhà em hai cái bên nhà em sẽ bao ship cho các bác. Hai cái vật cầu lông thì bên nhà em sẽ bao ship cho các bác nhé. Vật cầu lông của Đức, thương hiệu WeWin. Số lượng của nó thì còn rất là nhiều luôn nhé. Em về em gọi về 2.000 cái cơ. Em không gọi về 2.000 cái cơ. Nên là các bác cứ yên tâm, hàng số lượng thoải mái. Đấy, màu sắc thì các bác có cái lưu ý là cái màu sắc này nó sẽ là màu ngẫu nhiên. Đấy, màu ngẫu nhiên. Hạn chế chọn màu giúp em, tại vì nó cũng không cái nào nó giống cái màu nào đâu. Xịn sò luôn này. Các bác có thể mềm dẻo, xịn sò chắc chắn. Đẹp. 150k một chiếc vật cầu lông này. Đấy thì khui thùng luôn, mới được bác luôn. Khi có nhận hàng ấy, thì chắc chắn là em sẽ đã vị khui chơi ra trước, để em có thể kiểm tra được cho các bác. Thứ nhất là kiểm tra xem là nó có bị đủ đồ không. Đấy nên là em sẽ khui ra cho các bác trước. Còn đây thì trên video em sẽ khui cho các bác luôn. Nguyên siêu nhé, hàng nội địa Nhật nguyên siêu này. Nguyên tem của Nhật luôn. Băng dính là vẫn là băng dính mới luôn nhé. Hàng này thì các bác yên tâm luôn, hàng mới nguyên thùng. Đời của nó là đời 2024, đời cực kỳ cao luôn nhé. Đời cực kỳ cao luôn này. Đấy, bên trong nó còn một lớp thùng nữa này. Bên trong nó còn là một lớp thùng nữa này. Cũng nguyên zin luôn. Đấy, cũng nguyên zin luôn nhé. Đây. Nó là hàng nét luôn. Con này nó sẽ có cái cánh của nó ở đây, là ở ngoài này người ta ghi là trong cánh của nó là 35. Còn cả lông. Đấy, cánh của nó là 35 này. Cánh của nó 35. Còn cả lông của nó sẽ là 42. Đây. Hai lớp này. Tất cả vẫn còn nguyên zin. Tất cả vẫn còn nguyên zin nhé các bác nhé. Đấy, nhưng mà khi mà em sẽ kiểm tra hàng trước khi là gửi cho các bác luôn. Nên là các bác có thể yên tâm. Hàng nhà em thì rất là đảm bảo cho các bác. Đấy, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn. Hàng xịn sò luôn nhé. Đấy, để em sẽ khui thùng luôn cho các bác luôn. Bóc xịn. Khui thùng. Đấy. Đây. Trong này thì nó sẽ gồm có cho các bác. Đợi em một chút. Đây. Trong này đầu tiên nó sẽ có là một cái điều khiển và một cái giá treo điều khiển này. Còn cái giấy này các bác sẽ dán, nó nguyên zin nó mới mà, nên là nó chưa có dán trước gì cả. Thì các bác sẽ dán vào cái ấy của nó. Đây, cái lồng quạt đây. Con quạt này của nó là quạt 9 cánh các bác nhé. Cái dòng quạt của nó là quạt 9 cánh. Hàng mới luôn. Đây, để em sẽ xin review cho bác luôn. Hàng này, tí nữa em sẽ review. Con này sử dụng điện 220V nhé, nên là nó cũng rất là tiện. Đấy, 9 cánh này, hàng cực kỳ đẹp luôn.
Cánh của nó là 35 này. 35 cm. Nhựa dẻo nhé, nên là các bác không bao giờ sợ bị gãy, đổ cũng không gãy được, mà nó nhìn rất là đẹp luôn. Con này em chạy êm mà gió ra lại đều mà mạnh. Chạy êm và gió ra rất là mạnh luôn. Đó. Lồng đúng các thứ thì không cần phải giới thiệu nữa rồi. Đấy, cái này là cái đế của nó này. Cái này cái chân đế của nó này. Nó là hàng xịn nên là các bác về nhé. Các bác về con này thì các bác kết nối vào đây để nó là cái bộ chuyển. Nó là cái bộ chuyển đổi cái điện của nó ở đây luôn này. Đấy. Phím của nó, con này là phím cảm ứng nhé các bác nhé. Phím này là phím cảm ứng này. Đấy, có điều khiển rồi, đã là một đành rồi. Con này thì phím cảm ứng của nó tăng gió giảm gió này, hẹn giờ, các chế độ đầy đủ. Nó có rất là nhiều chế độ. Con này thì đến 32 tốc độ gió nhé. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Seria, hàng của nội địa Nhật này. Đây là cái thân cục của nó này. Nói chung là hàng này thì toàn bộ nó là hàng mới hết, nên là các bác về các bác sử dụng có thể rất là yên tâm luôn. Hàng đẹp xịn sò luôn nhé. Hàng đẹp xịn sò và chất lượng luôn. Đây là cái thân quạt của nó. Đấy, đây là cái thân quạt của nó này. Hàng cực kỳ ok luôn. Đấy, hàng cực kỳ ok luôn nhé. Một con quạt nội địa Nhật. Một con quạt nội địa Nhật. Đấy, các bác về các bác xoáy cái này ra này. Đấy, xoáy ra thì các bác kết nối được nhé. Xoáy ra thì các bác kết nối vào được. Nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp luôn nhé. Đấy, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp luôn. Cho các bác luôn. Hàng này thì xịn sò thôi. Các bác yên tâm luôn. Khi nhận hàng nhé, bao cho các bác là không bể vỡ. Và con này nhé, nó có thể rút dài ra. Đấy, rút dài ra này. Nâng cao, nâng thấp này. Nâng cao lên này. Đấy, nâng cao lên và hạ thấp xuống. Hạ thấp xuống đều được. Đây, em đã test cho các bác, em đã lắp sẵn cho các bác rồi nhé. Đây, em đã lắp sẵn cho các bác rồi. Các bác chỉ việc về bật này. Phím của nó là phím cảm ứng nhé các bác nhé. Phím cảm ứng này. 12 tốc độ gió này. Đấy, các bác có thể giữ im này. Đấy, thì nó sẽ chạy lên đến 32. 32 tốc độ gió. 32 tốc độ gió này. Các bác có thể sử dụng cái remote điều khiển ở đây. Các bác điều khiển này. Quay này. Đấy, con này không những thế nó còn gió này. Làm mát này. Đấy. Chế độ đi ngủ này. 3 chế độ nữa này. Rất là tiện lợi luôn. Đấy, và điều khiển ở đây các bác có thể điều khiển này. Đấy. Chỉnh chế độ này. Và bật tắt. Rất là tiện lợi luôn nhé. À, con này thì đời của nó là đời rất là cao, đời 2024 đấy, hàng mới nguyên hộp luôn. Các bác có thể nhìn thấy, hàng mới nguyên thùng, em khui luôn thùng cho các bác rồi. Con này thì đẹp, các bác có thể nâng chiều cao của nó lên này. Đấy, nâng chiều cao lên để vào bàn ăn cơm. Hoặc là các bác có thể hạ thấp xuống để khi mà các bác ngồi thấp. Nhẹ nhàng. Hàng mới nguyên hộp. Con này thì phủ bì của cái cánh của nó đây. Đây để em bì của cái lồng của nó. Lồng của nó là lồng 40, cánh 35. Cánh 35 là quạt tương đối to đấy, mà gió ra rất là mạnh luôn nhé. 42. Lồng của nó là 42. Hàng của nó là hàng cực đẹp luôn. Và con này được đặc điểm cực kỳ ok, đó là nó sử dụng nguồn điện 220V. Và các bác không phải lo cái gì, không phải lo là sợ là bị cắm nhầm điện cả. Và cũng có một số bác là thắc mắc với em là bảo là Nhật, hàng Nhật bãi không có điện 220V. Thì thực sự với các bác luôn là nó có điện 220V nhé. Nhưng mà nó không, số lượng của nó không có nhiều. Đấy, vì giá của nó sẽ đội cao lên. Nó không cùng một cái dòng form ấy. Nên là nó sẽ, giá của nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với bình thường. Nhưng mà con này nếu mà ngoài thị trường các bác mua mới một cái con này nguyên hộp như này ở bên siêu thị Nhật, thì nó quy ra tiền Việt nó sẽ rơi vào cửa đâu đó tầm 6 đến 7 triệu. Nếu mà các bác nào có người thân ở bên Nhật cứ hỏi thoải mái luôn. Đấy, nhưng con này bên nhà em ôm được lô, giá của nó cực kỳ ưu đãi luôn. 2 triệu 500 ngàn đồng nhé. 2 triệu 500k và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Đó, các bác lên cho em mã này là mã quạt Nhật, quạt cây Nhật nhé. 2 triệu rưỡi và bên nhà em bao ship. Hàng nguyên hộp, quạt 9 cánh. Một cái mã tiếp theo. Một con quạt không cánh nữa. Hôm nay cũng khui hộp cho các bác luôn. Hôm nay khui hộp rất là nhiều cái sản phẩm nhé. Nên là các bác cứ yên tâm. Hàng đẹp luôn. À, khi bác nhận hàng thì nó sẽ là như thế này. Nó sẽ là một cái hộp như thế này. Đây. Thì các bác về các bác sẽ lắp lại cho em. Lắp thì rất là đơn giản thôi. Không có cần phải ốc ác cái gì cả. Không phải cầu kỳ cái gì cả. Các bác cứ dựng ngược lên. Đấy. Rồi các bác nhìn cái mặt này này. Nhìn cái mặt này nhé. Thì là các bác cho cái mặt bé về đằng trước. Đấy, hàng không bể vỡ nhé. Hàng không bể vỡ. Đấy. Các bác vào đặt vào cái chỗ đoạn lẫy của nó này. Là các bác di này. Đây. Cho em một chút. Đây. Các bác nhìn cái lẫy của nó này. Nhìn cái lẫy của nó.
các bác đặt đúng cái lẫy vào. Rồi các bác xoay là xong. Các bác đặt đúng cái lẫy vào, các bác xoay là xong. Đó, là nó sẽ chắc chắn luôn. Mà nó sẽ chắc chắn ở cái sản phẩm này. Đó, thế thôi. Các bác là đã lắp thành công một cái quạt không cánh. Con này thì để em sẽ lắp điện vào em test cho các bác luôn nhé. Đây em đã chuẩn bị sẵn rồi nhé. Các bác về bật lên. Đấy, các bác có thể thấy gió nó ra rất là đều nhé. Mà cũng rất là ok luôn. Các bác có thể điều chỉnh này, dịch lên tí này. Gió nó rất là thoáng. Nó rất là thoáng gió. Nhất là con này mà bác nào mà có phòng điều hòa ấy, thì con này rất là ok, phù hợp. Và đây nó sẽ có các bác điều chỉnh này, tăng, giảm này, mạnh yếu này. Đấy, quạt này thì có trẻ con nó nghịch, thò tay vào đấy không sao cả, tại vì nó không có cánh. Đấy, tại vì nó không có cánh. Quay này, nó như kiểu là tút năng ấy, các bác có thể nhìn thấy. Đó, nó có thể quay như tút năng luôn. Đấy, rất là tiện lợi luôn, rất là xịn sò, rất là xịn sò luôn các nhé. Con quạt không cánh này thì bên nhà em đang có mức giá đó là 900.000 đồng, 900.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Con này thì nó sẽ sử dụng cho các bác đó là nguồn điện, là nguồn điện 110V. Các bác phải quắm qua cục đổi nguồn nhé. Đây cái thông số của nó này, cái thông số của này nó lại rất là dị, nó lại ghi cái thông số điện của nó ở đây 110. Đấy, điện 110. Đấy, hàng này cực kỳ ok luôn. Con này thì cực kỳ ok, cực kỳ chất luôn. Đấy, và đây là cục đổi nguồn. Cục đổi nguồn này thì bán kèm thêm cho các bác là cục đổi nguồn của Vitenda. Con này thì bán kèm thêm cho các bác với cái mức giá đó là 150.000 đồng nếu mà các bác mua cùng quạt. Còn nếu mà các bác mua lẻ thì giá của nó sẽ là 200.000 đồng và bên nhà bao ship nhé. Nếu mà các bác mua cùng cái quạt hoặc là lọc khí hoặc là những cái thiết bị mà bán kèm thì nó giá sẽ là 150.000. Còn nếu mà các bác mua riêng một mình nó thì sẽ là 200k. Cục đổi nguồn của Vitenda. Hàng xịn sò luôn nhé. Đó, một combo luôn, hàng mới nguyên hộp nhé. Hàng này hàng mới nguyên hộp. Quý các bác anh chị đi qua kênh, bớt chút thời gian cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Một cái mã tiếp theo. Ở đây có một số cái mã nồi luộc gà này. Xoong cực to luôn. Đây. Xoong cực to luôn nhé các bác nhé. Con này thì xin cân cho bác trọng lượng luôn. Ở đây có hai size nhé. Đấy, 2 cân 4, gần 2 cân 4. Gần 2 cân 4 nhé. Nồi inox. Dòng này là dòng nồi inox này con này. Cực kỳ dày dặn luôn. Kích thước của nó đây. Khổ bì của nó là 34cm. Lọt lòng của nó là 32. Chiều cao của nó đây là 21,5. 21,5. Có nắp vung đậy luôn nhé. Có nắp vung đậy luôn. Dòng nồi này thì nấu inox một đáy nhưng mà nó rất là dày. Inox một đáy nhưng mà nó cũng rất là dày dặn. Rất là dày dặn nhé. Đấy, các bác về các bác cầm sờ thử vào là các bác biết luôn. Sờ thử vào là các bác biết luôn. Nồi 32. Các bác lên cho em mã này là mã nồi 32. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá đó là 450.000 đồng. 450k và bên nhà em bao ship nha các bác nhé. Nồi 32 này. Nồi 32. 450k. Bao ship. Hàng đẹp luôn, con này các bác luộc gà các thứ thì thoải mái luôn. Chắc con này thì nếu mà luộc gà thì một tầm 3-4 con. 3-4 con các bác để lên tầm đây. Luộc được. Đậy vùng vào là các bác luộc được. Luộc gà các thứ này, xoong inox. Hàng đẹp luôn nhé. Một con tiếp theo này. Một con nồi 30. Hàng đẹp luôn. Đấy. Khi các bác nhận hàng nhé là hàng các bác yên tâm luôn. Tổng trọng lượng của nó này. Gần 1 cân 8. Gần 1 cân 8. Hàng thích luôn. Giá của nó thì là sẽ là 350.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Đấy. Các bác lên xem mã này, mã nồi 30 này. Kích thước của nó này. Phủ bì con này sẽ là 32. Lọt lòng của nó là 30. Và chiều cao con này nó sẽ là 29. Con này thì nồi này thì nếu mà nhà các bác thì thỉnh thoảng với luộc gà thôi thì con này rất là ok. Luộc gà hay là con này các bác mà đun nước lẩu các thứ này. Những cái dòng này các bác mà hãm nước lẩu, đun nước lẩu thì con này rất là tuyệt này. Con này rất là vừa vặn này. Những cái dòng này các bác đun nước lẩu ví dụ thỉnh thoảng nhà với có khách thôi thì chúng ta nên có con xoong này để các bác hầm ví dụ chân giò, cá, xương các thứ để lấy nước cốt để dùng ấy. Thì con này rất là hợp lý luôn. 350.000 đồng.
Các bác lên cho em mã này là mã nồi 30 nhé. Nồi 30 350.000 đồng. Đấy. Và bên nhà em bao ship luôn. Nồi 30 350k và bên nhà em bao ship luôn. Hàng đẹp luôn. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Một cái mã tiếp theo này. Đợt này về thêm cho các bác. Dòng chảo này các bác rán xào. Xào thì cũng vẫn được. Nhưng mà con này thì có cảm giác nó là hơi nông. Đấy. À, con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Wheeling của Đức. Cán của nó thì nó có một cái viền cách nhiệt màu đỏ. Rất là chắc chắn. Cái kích thước của con chảo này là lọt lòng của nó là 30, phủ bì của nó là sẽ là 30, phủ bì của nó sẽ là 31,7 cm. Và cái độ dày của nó này, và cái độ dày của nó đây là nó sẽ rơi vào 5 cm. Độ dày của nó sẽ rơi vào 5 cm nhé. Đấy, nói chung là con này thì nó rất là dày dặn. Nói chung là con này thì nhìn như này thì nó rất là dày dặn. Đấy, hàng rất là đẹp luôn mà nó rất là to nhé. Đáy của nó đáy phẳng đun bếp từ được nhé. Đáy của nó đáy phẳng đun bếp từ được. Các bác xào nấu thoải mái luôn. Đó, đáy phẳng này các bác có thể đun bếp từ các thứ thoải mái luôn. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã chảo cán đỏ. Chảo cán đỏ nhé. Chảo cán đỏ. Tại vì tổ ong thì cũng có mã rồi. Đấy, con này thì chống dính bằng tổ ong. Đáy phẳng. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 280k. 280.000 đồng một con chảo này và bên nhà em bao ship chảo cán đỏ. Chảo cán đỏ nha, các bác lưu ý nhé là cán đỏ. Thương hiệu Wheeling của Đức 280k. Bao ship. Hoặc các bác có thể lên giúp em cái mã này là mã chảo Đức. Chảo Đức. Đấy, chảo Đức thương hiệu Wheeling. Đây các bác có thể chụp lại màn hình cho em. Đấy, chảo cán đỏ Wheeling của Đức 280k và bên nhà em bao ship. Một mã tiếp theo. Một con chảo của thương hiệu Seki. Một con chảo của thương hiệu Seki này. Con này thì có thể cũng có thể đun bếp ga bếp từ đều được. Con này chảo inox, lòng của nó là lòng sâu. Con này thì của nó là nó size là 26 cm. Chiều sâu của nó là 9,5. Và nó có thêm cho các bác đó là một cái inox. Một cái miếng inox này để các bác khi mà các bác rán nấu lên các bác vớt lên, các bác là lên chốc này. Rất là tiện lợi luôn. Rất là tiện lợi luôn nhé. Một con chảo inox như này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 350k. 26 thôi nhưng mà độ dày và dặn và cái độ sâu của nó sẽ cao hơn cho các bác. 260.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái chảo này. 260k chảo Hui của thương hiệu Seki. Thảo chảo của thương hiệu Seki của Nhật. Các bác lên cho em mã này, mã chảo Seki. Chảo Seki nhé. Con này là 26 cm và giá của nó là 350.000 đồng bao ship. Chảo Seki 350k và bên nhà em bao ship. Bao ship toàn quốc cho các bác luôn. 350.000 đồng bao ship cho các bác cái dòng chảo Seki này. Một cái mã tiếp theo. Con này cũng là một cái dòng chảo của Nhật này. Một món này. Hai món này. Ba món này. Một combo chảo, ba món chảo như thế này mà giá chỉ có 850.000 đồng thôi. Ba con chảo như này mà giá chỉ có 850.000 đồng thôi nhé. Chảo của Nhật nhé. Chảo của Nhật. Đây. Chảo của thương hiệu Seki. Thương hiệu của Seki Sai, em xin lỗi. Con này thì nó lại bằng, không phải là bằng inox hay cái gì cả, mà con này bằng nhôm đúc 4 lớp. Con này chảo này bằng nhôm đúc 4 lớp. Hàng cực kỳ đẹp và cực kỳ xịn sò luôn. Hàng cực kỳ đẹp và xịn sò luôn. Con này của nó là size của nó là size 2, chảo 20 4 lớp này. Hàng của nội địa Nhật, Made in Japan. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Seki Sai. Hàng cực kỳ chất luôn. Đấy, khi các bác nhận hàng của nó là hàng mới như này. Hàng mới luôn nhé, khi các bác nhận hàng mới, chưa qua sử dụng. Đấy. Hàng mới chưa qua sử dụng. Một con chảo của thương hiệu Seki Sai. Đấy, size chảo 20. Và giá của bán lẻ của nó sẽ là 280.000 đồng. 280k và bên nhà em bao ship. Lẻ con này là 280k và bên nhà em bao ship. Một con tiếp theo, một con chảo 30. Cái size chảo của nó này. Nó sẽ rơi vào cửa 24,5 cm. Độ sâu con này thì nó sẽ rơi vào cửa 6,7 cm. Rất là dày và con này đun rất là sướng luôn nhé. Con này xào nấu các bác rất là sướng luôn. Con này nhà em nấu rồi, đang trải nghiệm rồi.
dùng rất là ok luôn. Đấy, con này bán lẻ là sẽ là 300k. 300k. Và một con cuối cùng đó là một con size 28. Một con to luôn. Đấy, hơn 28cm luôn, phủ bì của nó hơn 28cm luôn. Đấy, lọt lòng của nó là 28cm, phủ bì hơn. Độ sâu của nó này. Gần 7cm. Hàng nội địa Nhật các bác nhé. Hàng nội địa Nhật. Nhận hàng các bác nhận hàng là hàng mới chưa qua sử dụng một tí nào cả. Hàng mới chưa qua sử dụng một tí nào cả. 350k và bên nhà bao ship nhé. Đó. Combo của nó thì là 3 món thì sẽ là giá của nó sẽ là 850.000 đồng. Khi các bác mua 2 món, giá của nó chỉ còn 600k hai con này. Đấy, giảm giá cho bác xuống còn 600k luôn. Đó, là khi các bác mua theo combo lúc nào cũng thế, giá của nó sẽ ưu đãi hơn nhé. Khi các bác mua theo combo giá của nó sẽ ưu đãi hơn. Đó, chảo của Nhật, chảo Nhật. Đó, hàng đẹp, chất lượng luôn. Các bác đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho shop em dân Trịnh xin một nút like các bác nhé. Một cái mã sản phẩm kính. Đợt này thì bên nhà em về thêm cho các bác kính cận kính lão này. Đầy đủ các độ nhé. 0,75 này, 1,25, tất cả các thứ, các cỡ đều đầy đủ hết cho các bác luôn. Hàng của nó đây thì các bác có thể nhìn thấy, hàng cực kỳ đẹp. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Hàng này thì các độ của nó, kính này thì hàng của Germany của Đức này. Made in Germany này. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Cực kỳ xịn sò luôn nhé. Bên trong này nếu mà các bác để ý kỹ này. Đây này. Nó hơi lóa một chút nhé. Nó hơi lóa một chút này. Đấy, các bác có thể để ý kỹ này, Germany này. Cái chữ Germany khi các bác nhận hàng nó đã in chìm ở trong cái kính này luôn. Đấy, trong cái kính này luôn này. Đó. Thì lúc mà khi các bác nhận hàng ấy thì nó sẽ nhìn trong ở trong đấy, các bác nhìn trong đấy. Và gọng gọng này của nó này. Đó. Cái gọng này của nó thì nó là bên này là bằng nó sẽ bằng meca, bằng sợi thủy tinh tổng hợp, em xin lỗi. Và bên trong của nó loại thép nên là các bác không sợ bị bẻ gãy nhé. Đấy, nó không sợ bị bẻ gãy đâu. Hàng này hàng cực kỳ đẹp, xịn sò luôn. Cái dòng kính cận kính lão này, kính lão kính tuổi này thì bên em đầy đủ các size số cho các bác: 0,5, 0,75, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3, 3,25, 3,5 và 4. Đầy đủ các bác các cái size kính cho các bác, các cái độ mắt của các bác nhé. Nên là các bác yên tâm. Con này thì bên em đang có mức giá của nó cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. 250k và bên em bao ship nhé. Các bác lên cho em mà kính cận kính tuổi, kính tuổi, kính lão, và các bác đọc cho em cái độ của mắt của các bác là được. 250k bao ship cho các bác luôn, đồng giá toàn bộ nhé. Đồng giá toàn bộ là 250.000 đồng và bên em bao ship kính lão kính tuổi. Đó, để số lượng thì các bác yên tâm đi luôn, hàng nhiều luôn. Hàng sách tay của Đức, thương hiệu của Berlin nhé, quên. Đấy, thương hiệu của Berlin. Đó, nhận hàng cứ đúng như hàng em quảng cáo là được nhé. Một cái mã kính tiếp theo. Đấy, đợt này thì về thêm cho các bác đó là một cái hộp. Hộp cái này, của màu sắc của cái hộp này thì nó sẽ là ngẫu nhiên nhé. Con này là con Hermi. Cái dòng này là kính đổi màu. Cái dòng này là kính đổi màu này. Hàng cực kỳ ok luôn. Đó. Con này thì của nó thì khung gọng của nó cũng rất là dẻo luôn này. Này, các bác có thể nhìn thấy đây. Rất là dẻo luôn. Hàng này thì của nó là của Italy. Hermi made in Italy này. Con này là con kính đổi màu nhé các bác nhé. Con kính đổi màu. Con này nó sẽ có size kính của cho các bác luôn. Nó có sẽ có vỏ hộp nhé. Lô này thì đợt này về nó sẽ có cả vỏ hộp. Nên là giá của nó sẽ điều chỉnh cho các bác một chút. Size kính của nó sẽ là 14,7cm nhé. Hàng đẹp luôn. Hermi. Hộp. Đó, có cả hộp luôn, đợt này có cả hộp luôn cho các bác luôn này. Để các bác để, ví dụ là các bác lái ô tô ấy, các bác để trong hộp mà chúng ta chưa cần dùng đến ấy, thì các bác để trong hộp chúng ta cất đi thì nó có đè lên thì nó không bị vỡ. Đấy, nó có đè lên nó không bị vỡ nhé. Hermi. Các bác lên cho em mã này là mã D250. Mã kính D250 nhé. Đây để em để vào đây. D250. Con này bên em đang có mức giá đó là ưu đãi cho các bác luôn, 400k. Và bên em bao ship nhé. Đấy, có những con VIP VIP này thì nó mới có hộp thôi. D250 400k. Mã D250 400.000 đồng và bên em bao ship. Một cái mã tiếp theo. Hàng hiếm luôn này.
một con kính của USA này, Randon này, Group USA này. Con này thì có một cái cực kỳ đặc biệt luôn, 18K 1/25 này, 18K 1/25, hàng đẹp. Nói chung là có thể gọi cho nó là không tì vết, có thể gọi nó là không tì vết được. Con này thì nó sẽ có cái size kính cho các bác luôn nhé, 14 cm, cái size kính của nó 14 cm. Có hộp luôn đấy, có hộp, đợt này hộp như này cho các bác luôn đấy. Rất là đẹp, rất là xịn sò luôn, các bác để trong cái hộp này rất là sang luôn. Đó, các bác lên cho em mã này là mã D251 nhé. Đấy, các bác cứ chụp lại màn hình nhé, đúng như em quảng cáo luôn. Gọng của nó này cũng rất là mềm dẻo luôn nhé, cũng rất là mềm dẻo luôn. Đấy, D251 mã của nó đây, mã vàng 18K. Đợt này thì có cả thêm cho cả chị em, một số chị em kính nữ để em sẽ giới thiệu luôn. Kính nữ VIP, dòng VIP. D251. Con này bên em đang có mức giá đó là 700K bao ship. D251 giá 700K bao ship. Cái vỏ hộp của nó thì nó sẽ có là một cái màu ngẫu nhiên nhé. Nếu bác nào mà chọn màu vỏ hộp thì các bác cũng bầu em nhé. D251 700K bao ship. Một đây, mã kính nữ này. Nguyên siêu sell luôn nhé. Đấy, thì nó về có mỗi như này. Đấy, thực ra này cũng hơi khó hàng VIP mà về này, nhưng em sẽ tặng các bác kèm theo một cái hộp khác. Hộp khác, hộp của nó cũng rất là xịn luôn. Đấy, nhưng mà hộp của nó là hãng khác. Đây là kính này, kính nữ cho chị em này. Đấy, con này thì hàng của Italy nhé. Hàng nguyên seal luôn. Đấy, kính cho chị em này. Đấy, Italy. Hàng của Italy. Hàng đẹp luôn, D và G này. Hàng xịn sò chất lượng luôn. Dòng này thì rất là ok luôn nhé. Con này thì đây đo cho chị em luôn cái size kính của nó nhé. Đấy, về được 2 mẫu cho chị em thôi. Đấy, còn thực ra là cái mẫu nam này thì chị em đeo được tất, nhưng mà riêng cái dòng dành riêng cho nữ thì có mỗi đâu 14,5 này. Đấy, đầy đủ luôn nhé. Khi các bác nhận hàng thì cái hộp này không phải có nó đâu, nhưng mà tặng các bác, tặng chị em để các chị em có thể để kính cho nó phù hợp. Để này là hơi sai bài. Đấy, nhưng mà nó vẫn vừa. Đó. Một con này thì hàng xịn luôn nhé, hàng VIP luôn, hàng sell luôn rồi. Đấy, hàng còn nguyên đấy này, nguyên sell luôn. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã D252 đi. D252. Con mã D252 này thì shop có mức giá đó là 900K. Đấy, tí nữa sẽ giới thiệu cho các bác một số những dòng nó giá của nó sẽ mềm hơn nhé. D252 900K bao ship. D252 900K bao ship để các bác đi biển các thứ này, rất là tiện lợi, đẹp xịn sò luôn. Đấy, cái vỏ hộp này là không phải của nó nhé. Đấy, lưu ý cho em là như thế, cái vỏ hộp này không phải là của nó. Một cái mã tiếp theo. Một con kính nữ nữa này. Hàng nguyên sell luôn. Màu con này màu đen. Đấy, chị em nào thích cái mã nào thì cứ báo với em. Cái số hotline em đang để góc màn hình nhé, 0982834004 hoặc 0915402977. Em dân nhé. Và bên em thì ship code toàn quốc cho các bác luôn. Đây, màu đen này, nó có hai màu, màu trắng và màu đen. Nó như nhau thôi, hai con này thì nó như nhau. Hàng của Italy. Cái size kính của nó này. năm. Đấy, chị em nào thích cái mã như nào thì cứ báo với em nhé. Vỏ hộp này cũng là không phải vỏ hộp của nó, cũng là tặng thêm thôi. Đấy, tặng là em kiếm thêm cho các bác thôi. Đó. Các bác lên cho em mã này là mã D253, em xin lỗi. D253. D253.
cũng 900k. Bao ship D253 giá cũng của nó cũng 900k và bên em bao ship nhé. Một cái mã tiếp theo này. Một con Poucher này. Một con Poucher này. Hàng của nó cực kỳ ok luôn. Mượn tạm cái gì ạ? Đấy. Hàng của nó cực kỳ ok luôn nhé. Poucher. Cực sang luôn. Con này cực kỳ sang luôn. Gọng của nó này. Mềm dẻo luôn này. Đấy, các bác có thể điều chỉnh. Hàng cực kỳ ok luôn nhé. Hàng cực kỳ ok luôn này, con này. Con này nó sẽ có cái size kính cho các bác luôn này. 14,7 cm. 14,7 cm nhé. Và nó có cả vỏ hộp cho các bác luôn này. Đấy, nó sẽ có tặng kèm thêm cho các bác cái vỏ hộp như thế này. À, còn các bác nào mà muốn mua cái kính, những cái dòng kính này mà có vỏ hộp này thì cứ kèm thêm cho em là cộng thêm cho em là 70.000 đồng một cái vỏ hộp này nhé. Đấy. Poucher này. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã D254. Đây. Gọng của các thứ của nó rất là đẹp luôn này. Đấy. Size kính của nó này. Size kính của nó là 15 cm. Đẹp luôn. Đó, có cả hộp luôn nhé. Các bác lên cho em mã này, mã D254. 370.000 đồng là cả hộp. 370k là cả hộp nhé. Còn nếu mà bác mua kính không thì khác. 370k, đợt này với có hộp. D254 370k bao ship. D254 370k bao ship. Đó. Một cái mã tiếp theo. Con này thì độc địa có một con thôi. Con này thì có duy nhất một con. Duy nhất một con thôi. Không có số lượng, không con này không có số lượng nhiều. Mẫu mã của nó này. Admin. Hàng cực kỳ đẹp luôn này. Hàng cực kỳ đẹp luôn này. Con này cũng dòng Army. Rất là phong cách luôn. Hàng của Italy nhé. Đấy. Khi các bác nhận hàng như các bác đeo nhé. Hàng đảm bảo cho các bác luôn. Hàng này nó đảm bảo cho các bác luôn. Đúng như quảng cáo nhé. Các bác cứ nhận hàng thì em các bác kiểm tra hàng đúng như quảng cáo thì các bác mới phải thanh toán. Còn không đúng thì các bác không thanh toán nhé. Đây, con này có một gọng này thôi. Nhưng duy nhất có chỉ một con. Đó. Adami. Cái size kính của nó đây. Size kính của nó là 14,7 cm. Đó. Có hộp luôn này. Con này thì sẽ có cái mức giá của nó. Nó sẽ là các bác lên cho em mã này là mã D255. 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 Giá của nó sẽ là 350k. Một con duy nhất. D255 350k bao ship. Có cả hộp luôn. Một cái mã tiếp theo. Một cái dòng kính cũng đổi màu luôn này. Con này kính cũng đổi màu luôn này. Đấy, nhiều bác là size mặt bé. Đấy, nhiều bác là size mặt bé thì các bác có thể sử dụng cái dòng này. Hàng đẹp luôn. Con này thì đây, cái size kính của nó này. 14,2 cm. 14,2 cm nhé. Hàng của nó hàng đẹp luôn. Cái gọng của nó này cũng là gọng mềm dẻo luôn. Đấy, nhựa nhưng bên trong của nó là có lõi thép, nên là nó rất là mềm dẻo. Các bác không sợ bị gãy. Đổi màu nhé. Đổi màu rất là dịu mắt luôn. Con này thì các bác lái xe thì tuyệt vời luôn này. Các bác lên cho em mã này là mã D256 nhé.
350k. Và đương nhiên là giá này nhà em đã bao ship rồi nhé. D256 350k bao ship. Một con tiếp theo này cũng là một con đổi màu nữa này. Cũng là một con đổi màu nữa này. Hàng đẹp luôn nhé. Xịn xò luôn, này, gọng mềm dẻo luôn. Nói chung là chất lượng cái dòng này thì rất là ok luôn. Cái size kính của nó đây. 14 cm. 14 cm. Kính đổi màu. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã D257. D257 300k. D257 350k. Mã D257 đổi màu nhé. Cái dòng đổi màu này rất là ít mã luôn. Đấy, cái dòng đổi màu này ít, rất là ít mã mà rất là số lượng rất là có hạn luôn nhé. Nên là các bác ưng là các bác chốt luôn cho em nhé. D257 350.000 đồng. Một con mã tiếp theo. Nguyên hộp luôn này. Hàng này hàng VIP. Bên trong này của nó thì nó sẽ đầy đủ cho các bác, đó là cái giấy lau này. Bót này. Đấy, giấy lau bót này. Thẻ của bót này. Hộp của nó này. Con này bóp đẹp, hàng đẹp luôn nhé. Giấy tờ đầy đủ này. Dòng này là kính nam các bác nhé. Dòng này là dòng kính nam này. Đó, hàng này thì hàng VIP luôn rồi. Đây, các bác có thể nhìn thấy này. Đấy. Hộp hiếc riêng biệt luôn. Hộp hiếc riêng biệt luôn này. Thương hiệu của nó là Hugo Boss. Hàng của Made in Italy này. Đây, đâu nhỉ? Sao lại mờ thế nhỉ? Đây. Hugo Boss. Đấy, hàng của Made in Italy. Hàng đẹp luôn nhé. Đây, các bác nhìn thấy gọng các thứ của nó này. Con này rất là sang luôn. Con này rất là sang luôn. Đấy. Cái size kính của nó này. 14,5 cm. 14,5 cm nhé. Con này thì ở đây, hàng nguyên siêu, nguyên seal, nguyên hộp. Các bác lên cho em mã này là mã bao nhiêu nhỉ? D bot hoặc là các bác bot thôi, mang lên mã cho em mã kính bot cho nó dễ đi, đỡ bị nhầm các kính khác. Bot BOSS mã kính bot. Con này bên em đang có mức giá đó là 950k. Kính bot 950k và bên em bao ship nhé. Nguyên hộp luôn nhé. Nguyên siêu. Đấy, nguyên hộp, nguyên siêu, nguyên tất cả, đầy đủ hết cho các bác luôn. Các bác lên cho em mã bot 950k và bên em bao ship. Hàng đẹp xịn xò luôn. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra hàng thì em thoải mái nhé. Nhận hàng thì em các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái. Một cái mã tiếp theo này. Một con kính của dây ban. Đấy, con này cũng nguyên hộp luôn cho các bác luôn này. Đấy, trong này thì nó có giá này. Giấy này, thực ra là những cái giấy này toàn tiếng Anh thôi. Bác cũng không đọc được. Rẻ lau này. Hàng VIP luôn. Hàng VIP luôn này. Đó, hàng mới luôn nhé. Hàng của dây ban mới luôn. Mới và xịn xò luôn. Đây. Con này thì rất là đẹp luôn này. Hàng rất là xịn xò luôn. Made in Italy này, dây ban này. Dây ban Made in Italy. Hàng xịn luôn nhé. Cái này, con này phân khúc của nó là hàng cao cấp. Này, nói chung là cái thân cán của nó này rất là đẹp và rất là mềm dẻo luôn.
rất là đẹp và rất là mềm dẻo luôn, hàng thì cao cấp rồi, hàng xịn, có bao da nguyên hộp luôn này, có bao da nguyên hộp cho các bác luôn đó. Các bác lên cho em mã này là mã dây ban đi, dây ban cho nó đỡ nhầm. Đấy, hàng nguyên hộp luôn cho các bác luôn. Dây ban. Size kính của nó nhé, quên mất tí không đo cho các bác. Phủ bì của nó sẽ là 14 cm, 13,8. Phủ bì của nó sẽ là 13,8 này. Hàng đẹp luôn. Các bác lên cho em mã này là mã kính dây ban. Kính dây ban nhé. Dây ban này. Con này thì bên shop nhà em đang có mức giá đó là 700k và bên em bao ship nhé. 700k dây ban bao ship. Đấy, các bác cứ ghi đúng mã dây ban cho em. Đấy, để tránh nhầm lẫn với các mã khác. Kính dây ban. Dây ban này. 700k. Bao ship. Dây ban 700k bao ship nhé. Hàng đúng như quảng cáo luôn nhé. Đây để em xem con bot này nữa xem nào, có giống cái con kia không, hay là bot này là bot mới, hay hai loại, hai màu khác nhau. Đây, tại vì đợt này về hai con, à không, nó như nhau thôi. Con bot này nó như nhau. Dây ban. Một con tiếp theo này. Một con kính của Chapel này. Một con kính của Chapel này. Đây. Hàng của nó cũng là hàng mới luôn nhé, nguyên siêu luôn. Đấy, hàng mới nguyên siêu luôn. Hàng này thì phân khúc của nó là phân khúc cao cấp rồi. Những cái dòng này thì nó là thực cực kỳ xịn xò luôn. Đấy. Hàng này là kính nam nhé các bác nhé. Không phải kính nữ đâu. Một số bác lại bảo em là sao lại giới thiệu kính nữ, không, kính này là kính nam. Đấy, thương hiệu của Chapel của Italy này. Thương hiệu của Chapel của Italy này. Hàng đẹp luôn này. Hàng đẹp luôn nhé. Cái size kính của nó đây. Con Chapel này. 14,7. Nói chung là gần như là các bác có thể đeo được tất phổ biến. Rất là đẹp luôn con này. Các bác nào mà lái ô tô mà hoặc là sẽ đi xe máy mà đeo con này thì rất là sang luôn. Đấy, các bác lái xe mà đeo con này rất là mát mắt luôn và rất là ok luôn. Nó là kính màu trà nhé. Hàng nguyên hộp cho các bác luôn. Nguyên siêu. Đấy, giấy tờ đầy đủ luôn này. Đấy, bên trong này có tất cả đầy đủ cho các bác là thẻ đen, thẻ xanh quyền lực này. Đấy, Chapel này đầy đủ hết cho các bác luôn. Hàng này của nó được gọi là hàng VIP. Gọi là hàng VIP luôn các bác nhé. Vì nó thật sự với các bác luôn là những cái dòng này về hàng săn xeo này về nó rất là hiếm. Và của nó cực kỳ đẹp. Và của nó cực kỳ đẹp nhé. Đấy. Các bác lên cho em mã này là mã kính D258. D258 nhé. Giá của con này thì bên shop em đang có mức giá đó là 900k với em bao ship. D258 900k bao ship. D258 này. Đấy, còn một con duy nhất. Giá 900k bao ship. Một cái mã tiếp theo. Một số những cái dòng kính VIP nữa này. Cái dòng này thì là hàng của Pháp. Kính của nó là kính Solex. Famicang của Pháp này. Con này thì có một cái đặc điểm cực kỳ hay này. Mạ vàng 14k nhé. 14k 1/25. Hàng đẹp. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn. Đó. Ngoài ra thì khi bác ấy này thì nó sẽ tặng kèm thêm một cái bao da của nó. Bao da chính hãng của nó. Đấy, bao da chính hãng Solex của nó. Đây. Đấy, bao da Solex. Hàng xịn sò luôn nhé. Hàng này rất là xịn sò luôn. Có bao da, có kính. Đấy, mạ vàng 14k. Hàng cực đẹp luôn. Hàng cực đẹp luôn. Đầy đủ cho các bác luôn. Tức là chỉ về, việc về và các bác đeo vào thôi. Và dùng thôi. Đấy, còn Solex có bao da nhé. Tặng kèm bao da của Solex luôn này. Bao da hãng của nó luôn nhé. Chứ không phải là bao da thường đâu. Đó. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã D259. D259. 700k với anh em bao ship. Rất là nhiều mã kính trong hôm nay nhé.
D259. 700k. D259 700k, con này mạ vàng 14k nhé. Đó, các bác đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho em Dân Trịnh xin một nút like các bác nhé. Một con kính tiếp theo này. Con này cũng là của Solex này. Đấy, nhưng mà cái cán của nó này là viền bằng viền báo này. Đấy, lõi của nó bên trong có lõi thép nhé, để có chống gãy nhé. Hàng của Solex, hàng xịn sò luôn. Hôm nay nó đang bị lóa ánh sáng hay sao mà nó hơi mờ một chút, nó khó nhìn. Hàng của Solex Famicang Pháp. Đẹp xịn sò luôn nhé. Nó hơi mờ một chút, nhưng mà các bác nhận hàng các bác đều có thể kiểm tra thoải mái nhé. 14k 1/25. 14k 1/25. Cái size kính của nó này, nó phổ thông toàn 14 đến 14 mấy thôi mà. Con này 14,5 cm. Đấy, thiết kế của nó thì cong đẹp. Có bao da luôn. Nó cũng có bao da luôn. Đấy, hàng của Solex thì tất cả đều có bao da nhé. Hàng của Solex thì tất cả đều có bao da của nó tất. Đó. Các bác lên cho em mã này là mã D260. Đấy, để em bỏ ra thì có mã cho các bác cho dễ nhận diện. D260 hàng chính hãng luôn nhé. Xịn sò luôn. D260 cũng 700k. D260 giá cũng 700 ngàn đồng và bên em bao ship. Một con tiếp theo, con này cũng là Solex nhưng mà con này thì giá của nó sẽ mềm hơn một chút. Con này thì không có mạ. Không có mạ nhé. Con này chỉ là Solex của Famicang thôi. Bác nào không thích mạ thì con này rất là ok luôn. Thực ra là cũng rất là nhiều bác cũng không thích mạ đâu. Đấy. Solex Famicang, hàng của Pháp. Con này thì không có mạ. Nhưng mà cái gọng của nó thì các bác bẻ cũng không sợ gãy. Hàng mềm dẻo luôn. Hàng mềm dẻo luôn nhé. Đấy, size kính của nó này. 14,3 cm. 14,3 cm. Các bác lên cho em mã này là mã D261. Đợt này em về rất là nhiều hàng của Solex nhé. D261 500k. D261 500k. Đó, số lượng thì mỗi con nó cũng chỉ có vài cái thôi. Một con tiếp theo này. Con này cũng là của Solex luôn này. Famicang này. Con này cũng có mạ một chút, 14k này, 1/25. Kiểu dáng của nó này. Kiểu dáng của nó khác hoàn toàn với những kiểu kia. Đấy, kiểu dáng của nó khác hoàn toàn với những con kia nhé. Tất nhiên là nó cũng sẽ có bao da cho các bác luôn. Đấy, hàng của Solex thì tất cả nó đều có bao da như nhau. Đó, các bác lên cho em mã này là mã D262. 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 650k. Mẫu này mới. D262 650k và bên em bao ship mã D262 này. Một con tiếp theo này. Một con kính của thương hiệu Gucci. Rất là đẹp luôn này, ba hai vạch này. Đó. Cái size kính của nó đây. 14,5 cm. 14,5 cm nhé. Hàng của Gucci. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Các bác lên cho em mã này là mã D263. D263. Và bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 290k. D263 290k bao ship. D263 290.000 đồng và bên em bao ship. Gucci này. Một con tiếp theo này, một con cutter này. Con cutter này thì có một con duy nhất thôi.
Hàng này cũng gọi là của Famicăng này. Hàng này cũng là hàng của Famicăng của Pháp. Cái size kính của nó đây. Cái size kính của nó này. 14 cm các bác nhé. 14 cm. Các bác lên cho em mã này là mã D264. D264 nhé. Các bác đặt hàng thì các bác cứ đọc luôn cái giá của nhà em giới thiệu trên video này, nhiều khi nhân viên nó chốt nó không biết, nó lại phải tìm giá mất công. Đấy, và các bác xem chi tiết của nó này, rất là đẹp luôn. Cutter. D264 có một con này thì D264 này. Có một con này thì giá cho các bác đó là 300k thôi. D264 300k. Một số cái mã voucher nữa này. Voucher thì nhà em rất là nhiều mã luôn. Đây là một con voucher này. Một con voucher này. Hàng đẹp luôn nhé. Voucher này của Italy này. Đấy. Ở đây thì nó hơi ấy một chút này. Nó hơi mờ một chút này. Hơi lóa ấy một chút. D264. Một con kính của voucher. Hàng đẹp luôn nhé. Voucher. Đấy, hàng của Italy này. Con này thì size kính của nó này 14,5. Hàng đẹp luôn. Các bác lên cho em mã này là mã D265. D265, con này bên em đang có mức giá đó là 330k. D265 này 320k. D265 320.000 đồng bên em bao ship này. Một con voucher nữa này. Con này thì cán của nó này rất là đẹp luôn. Mắt kính của nó đây cực kỳ ok luôn. Hàng của Italy. Hàng của Italy nhé. Cái size kính của nó đây 14,3 cm. Các bác lên cho em mã này là mã D266 voucher. D266. D266 này. Giá của nó sẽ là 330k. D266 330k. Hàng đẹp luôn nhé. Cán đẹp. Đấy, voucher nhà em rất là nhiều mã luôn nhé. Voucher nhà em này. Đấy. Đây một. Con này với con này là giống mã với nhau rồi. Đó. Rất là nhiều hàng luôn. Một con tiếp theo. Một con Bentley. Bentley này. Cán của nó rất là đẹp đằng sau này. Đấy. Gọng kính các thứ, mặt kính nhá. Mắt của nó mắt kính tất nhá các bác nhá. Hàng của Italy này. 1m. Cái size kính của nó này 14 cm. 14 cm các bác nhá. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn. Các bác lên cho em mã này là mã D267. 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 330k. Bao ship luôn nhé. D267 330k bao ship. Ở các bác đang xem video thì bớt chút thời gian cho em dân Trịnh xin một nút like các bác nhé. Một con tiếp theo này. Một con voucher nữa này. Con này thì cán của nó này các bác có thể nhìn thấy rất là mảnh khảnh luôn. Rất là mảnh khảnh luôn, rất là đẹp luôn. D267. Đấy, hàng xịn sò luôn. Size kính của nó này 14,5 cm. 14,5 cm nhé. Hàng của nó hàng cực đẹp luôn. Này các bác có thể nhìn thấy cái gọng cán của nó này, cực kỳ ok luôn. Con này các bác lên cho em mã này là mã D268. D268. D268 này. Giá của nó sẽ là 350k.
D268 350k bao ship đúng như quảng cáo luôn nhé. Hàng như em thì các bác yên tâm, cứ nhận hàng kiểm tra hàng đúng như quảng cáo thì các bác mới phải thanh toán. Đó. Một con tiếp theo, một con Gucci. Một con Gucci này. Rất là đẹp luôn. Xịn sò luôn nhé. Đẹp xịn sò luôn. Cái size kính của nó này 14 cm. Hàng đẹp. Các bác lên cho em mã này là mã D269. D269 310k. D269 310.000 đồng bao ship. Một cái mã kính tiếp theo, một con Prada. Một con Prada này. Gọng của nó gọc đẹp luôn này. Cái size kính của nó này 14,7 cm. Đẹp xịn sò luôn. Mắt kính nhé. Các bác lên cho em mã này là mã D270. Đấy, hôm nay hơi bị nhiều mã kính luôn. D270 290k. D270 290k. Đó, một số mã kính bên em nhé. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho em Dân Trịnh xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái bộ loa. Đã là loa rồi lại còn cộng theo cả mic không dây nữa. Đấy, và con này thì nó lại còn có cái tiện nữa là mic có dây các bác cũng có thể hát được. Đó, nên là cái này các bác có thể là tam ca luôn chứ không phải là song ca nữa. Con này thì hàng của nó là thương hiệu của nó là thương hiệu của QC. Hàng thương hiệu của nó là thương hiệu của QC. Hàng của Mỹ. Đấy, mic loa Mỹ này. Hello. Đấy, các bác nghe cái tiếng mà nó chào thôi là các bác đã thấy hay rồi. Mic của nó đây. Đó, em quay ra sau đã. Đấy, thì hàng này rất là ok luôn. Các bác có thể hát karaoke, bật nhạc, các bác hay nhảy tối, buổi tối thì rất là ok. Hát karaoke, chỉnh tò bìa, đấy, gọi trò, gánh mẹ, đấy, hay là tình yêu lỡ bước các thứ. Hát karaoke rất là tuyệt vời luôn. Con này thì nhận hàng các bác ép thử cho em luôn. Maximum của nó lên rất là to. Maximum của nó. Các bác có thể chỉnh mic của nó, các bác có thể cho to bé để nó đỡ áp theo cái nhạc. Đấy, cái mic này các bác có thể chỉnh to bé của cái mic để cho nó đỡ áp theo cái nhạc. Đó, rất là tiện lợi và rất là xịn sò luôn. Đấy, các bác có thể hát hai mic song ca, hai vợ chồng tối về ngồi hát karaoke với nhau. Con này rất là tuyệt vời, ông bà hát karaoke cho các cháu nghe. Rất là tiện lợi luôn nha các bác nhé. Đấy, đúng như là đẹp như tranh vẽ luôn. Và hàng này thì các bác yên tâm luôn, rất là ok, không dè không rú nhé. Cái dòng này thì không dè không rú mà rất là ok, rất là tiện lợi. Bên trên này của nó có cả khay cắm thẻ nhớ. Bác nào mà theo đạo Phật hay đạo Công giáo, các bác muốn nghe theo cái nhạc theo tôn giáo của chúng ta thì chúng ta có thể cắm thẻ nhớ hay là USB. Con này thì các bác có thể kết nối với điện thoại qua tia AUV hoặc là AUX này, hoặc là các bác có thể kết nối Bluetooth mic này, chỗ cắm sạc này. Đây, ở đây thì nó sẽ có cái dây cáp sạc cho các bác. Hàng đẹp xịn sò luôn. Và các bác có thể sử dụng rất là tiện lợi luôn nhé. Con này thì để em đo cho các bác cái phần kích thước của nó nhé. Tổng chiều cao của con này nó sẽ rơi vào 29,8 cm. Chiều ngang của nó đây 20. Đấy. Chiều sâu này của nó đây, chỗ trên này dưới 17. Hàng đẹp luôn, vắt vát. Bọc của nó bọc da cực kỳ ok, chất lượng luôn. Hàng này thì chất. Và con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái dòng loa QC. Loa QC. Hàng nhà em thì các bác cứ nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác cũng phải thanh toán nhé. Con này là cũng là tương đối to đấy, để các bác hát karaoke rất là tiện. Đấy, loa của QC. Hàng xịn sò luôn. 1 triệu đồng bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một số những cái dòng đũa. Đũa ở đây thì em có đũa của Hàn Quốc, Korea. Một vỉ này 10 đôi này. Đũa của nó đây. Mềm dẻo, xịn sò. Máy một đột vỉ này của nó này. Nó gồm có cho các bác là 10 đôi cho một vỉ này. Và đôi đũa của nó đây. Cực kỳ chất lượng luôn nhé. Đẹp.
Con này thì bên nhà em đang có cái mức giá của nó sẽ là 25.000 đồng một hộp. 25.000 đồng một hộp đũa 10 đôi như thế này. Đấy. Giá của nó cực kỳ ok luôn. Các bác lên cho em mã này là mã đũa Hàn Quốc. 25k. Đũa Hàn Quốc 25.000 đồng. Còn đũa Nhật đây. Giá cũ của nó là bên nhà em đang bán với giá là 80.000 đồng. Một vỉ 10 đôi như thế này. Đũa Hàn Quốc, à đũa Nhật. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Shikisai. Các bác có thể nhìn thấy. Hoa anh đào, hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Đũa Hàn Quốc, à đũa Nhật. Con này bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 70.000 đồng. 70.000 đồng một vỉ. Đấy, 70.000 đồng một vỉ. Hàng của nội địa Nhật nhé. Cực kỳ ok luôn. Một vỉ này gồm nó gồm 2 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đôi tất cả. Tổng cộng của nó là một vỉ này nó sẽ là 10 đôi. Đấy, để khi các bác nhận hàng các bác thanh toán đủ đúng 10 đôi và hàng đúng đủ cho các bác, cam kết cho các bác là đúng như thế này. Đó, đũa 10 đợt này bên nhà em đang có giá ưu đãi cho các bác xuống còn 70.000 đồng một vỉ. Đũa Nhật, các bác lên xem mã này, mã đũa Nhật nhé, 70.000 đồng. Đũa Nhật 70k. Một cái mã tiếp theo. Một cái mẫu mài dao ba khe, thương hiệu của nó là thương hiệu của Takashiwa. Hàng nội địa Nhật Made in Japan này. Con này thì cũng cực kỳ ok nhé, và nó cũng rất là dễ sử dụng luôn. Các bác về các bác chỉ cần việc là kéo là các bác có thể mài. Đây ví dụ như đồ con dao này. Đây, ví dụ con dao các bác cầm, các bác đặt cái vị trí này để chị em phụ nữ này, các bác kéo là xong. Đấy, em cái dao này sắc nên em không muốn mài nhé. Đấy, các bác kéo qua này. Đấy, là được. Con này thì ở Katashiwa bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 140k. Các bác lên cho em mã này là mã mài ba khe. Mài ba khe 140k. 140.000 đồng một cái. Mài ba khe như này. Một cái mã tiếp theo. Một cặp bào não của Đức. Một cặp bào não của Đức. Thương hiệu Willing. Con này thì nó có một cái não bằng và một cái nạo thanh như này. Đấy. Cái nạo này thì thực ra sự ra với các bác luôn là tại sao mà em phải bán kèm một cặp như này. Cái này ý, nạo các bác nạo sợi, nạo thường ấy, nạo mướp nó khó hơn. Cái này thì nếu mà các bác nạo sợi thì nó lại dễ, nhưng mà cái bộ cái này của nó kèm theo. Đấy. Thôi nhưng mà bán theo một bộ này 80.000 đồng. Đấy thì cái này các bác nạo mướp bình thường các nó dễ, còn cái này các bác làm nộm ý, thì các bác nạo bằng cái này thì nó dễ hơn. Đấy, còn nạo bằng cái này nó sẽ ăn thịt của nó hơi bị dày. Cái vỏ của nó sẽ gọt đi dày nên là sẽ bán kèm theo một bộ như này. Các bác lên cho em mã này, mã bào nạo của Nhật nhé. Bào nạo của Nhật giá của nó chỉ có 80.000 đồng thôi. 80.000 đồng một bộ này. Một cái mã tiếp theo. Bên nhà em xin giới thiệu cho các bác. Mùi sứa cơm này. Nakaza này. Hàng của nội địa Nhật nhé. Made in Japan. Đúng khi các bác nhận hàng đúng như này luôn. Đấy. ISIAA của Nhật. Giá của nó chỉ có 60.000 đồng một cái thôi. 60.000 đồng một cái mùi sữa cơm. Đây, em cho các bác luôn này. Này, bẻ này. Không gãy là các bác biết rồi. Khi bác sữa cơm nó sẽ không có mùi nhựa. Khi các bác sữa cơm nó sẽ không có mùi nhựa nhé. 60.000 đồng một cái mùi sữa cơm. Mua chiên xào đây. Cái dòng này là dòng mua chiên xào. Con này cũng là hàng của nội địa Nhật Made in Japan nhé. Này. Các bác xào nấu cái thứ thì không sợ bị chảy nhựa nhé. Đây, rang cơm cái thứ này. Trên này nó có một cái móc bắt treo lên. Made in Japan này, hàng nội địa Nhật. Xịn sò luôn. Cái này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 50.000 đồng. 50k. Các bác lên cho em mã này, mã mua chiên xào nhé. Mua chiên xào 50k. Hàng chưa qua sử dụng luôn nhé. Hàng này hàng chưa qua sử dụng luôn. Một cái mã tiếp theo. Một cái dòng dao thái của Nhật này. Thương hiệu của nó là thương hiệu Groban này. Cực kỳ sắc bén luôn nhé. Con này thì độ sắc bén thì em không cần giới thiệu nữa, thật sự với các bác luôn. Các bác cứ nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái. Tổng chiều dài con này là 30cm. Từ phần lưỡi đến phần cán của nó là 18. Và bán dao của nó là 5cm. Giá của nó con này bên nhà em đang có mức giá đó là 130.000 đồng. 130.000 đồng và bên nhà em bao à chú quên xin lỗi, 130.000 đồng thôi. Thái G5, các bác lên cho em mã này, mã Thái G5. Dao thái của Nhật. Cực kỳ sắc bén, cán liền thân.
tay cán cầm chống trơn trượt. Hàng xịn sò luôn nhé. Mã sản phẩm đầu tiên thì xin giảm giá cho các bác cái dòng máy hút bụi này. Con này giá cũ em đang bán với cái mức giá đó là 250.000 đồng. Đấy, nhưng hôm nay em sẽ có một cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn nhé. Và đây, con này thì nó sẽ hút được này, và hút vào thúi này. Em xin test cho các bác với là gạo luôn này. Đấy, hạt gạo thì các bác biết rồi, nó rất là to và rất là nặng. Thì em xin cũng xin test cho các bác luôn. Đây, để dịch em một chút. Em xin test cho các bác này. Các bác có hình đấy. Đây em để này để hút, hút rất là mạnh luôn. Đấy. Đây em không hút hết nhé, để lại. Để em test cho các bác cái độ thổi luôn này. Đấy. Đấy. Các bác có hình đấy. Hạt gạo nặng như thế mà nó còn thổi được thì là các bác yên tâm, những cái bụi ở trên bàn thờ hay là những cái bụi ở sofa, ở ghế, ở bàn các bác đều có thể xử lý cực kỳ ok luôn. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Tamashio, hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Thân máy thì nhỏ nhắn, rất là xinh. Đấy, tốc độ vòng quay rất là khỏe. Rất là khỏe luôn. Và con này thì các bác có thể sử dụng rất là tiện lợi và linh hoạt nhé. Nó sẽ đi kèm theo cho các bác đó là một cái cáp sạc thôi nhé. Tại vì có một số bác lại bảo là tại sao không có củ sạc, thì thực lòng với các bác luôn là nó là chỉ có cáp sạc này thôi. Các bác về các bác cắm vào đây và các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại hoặc là cái ổ điện thông minh của các bác nào có. Con này bên nhà em hôm nay đang giảm giá cho các bác xuống còn 200k. Và bên nhà em bao luôn ship cho các bác luôn 200.000 đồng. Và bên nhà em bao luôn ship cho các bác luôn cái mã máy hút bụi, máy hút thủi bụi. Đấy, hàng xịn sò luôn nhé. Đó, mã sản phẩm máy hút thủi bụi, gạo nó còn hút được thì các bác yên tâm rồi. Cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác một cái dòng ấm siêu tốc của Josenbeck của Đức. Hàng này thì cực kỳ ok luôn. Sử dụng nguồn điện của nó sẽ sử dụng cho các bác đó là điện 100 đến 230 V. Con này thì công suất 1000 đến 1650 W, hàng của Germany của Đức. Đấy, bên trong của nó này bằng inox. Dung tích của nó sẽ là 1.8 L. Đấy, dung tích của nó sẽ là 1.8 L. Nó sẽ có hai cái kiểu dáng nhé, nhưng mà nói chung là nó giống, gần như là giống nhau thôi. Đấy, hàng cực kỳ đẹp luôn này. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Con này thì nó sẽ có đầy đủ cho các bác đó là chân đế. Chân đế để các bác sử dụng này, và về bao cho các bác hoạt động tốt luôn. Giá của con này nó sẽ là 520.000 đồng nhé. 520k. Và bên nhà em bao ship cho các bác cái dòng ấm đun nước siêu tốc Đức này. Này, giá cũ là 530, đợt này là đang giảm cho các bác một chút. Nó còn 520k và bên nhà em bao ship. Đấy, dòng ấm đun nước siêu tốc của Đức. 100% inox. 100% bên trong là inox ấy. Bên ngoài này sẽ là một cái lớp kẽm chống rỉ. Đấy, và rất là ok, xịn sò luôn. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn, các bác có thể nhìn thấy. Nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái, đúng như em cầm hàng cầm rất là chắc chắn đấy. Hàng cầm rất là chắc tay luôn. Đấy, thương hiệu của nó này. Xịn sò. Xịn sò luôn coi nhé. Ấm đun nước siêu tốc. Đầy đủ bộ, đầy đủ một bộ của nó. Các bác nhận hàng là tức là các bác chỉ việc về các bác dùng thôi. Nhận hàng chỉ việc về và các bác sử dụng thôi, không phải lo lắng gì cả. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Một cái mã tiếp theo. Một con ấm nước siêu tốc, con này thì giá của nó sẽ mềm hơn. Dòng này ấm nước siêu tốc kính. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Gukokdo, hàng của Hàn Quốc. Điện của nó sử dụng điện 220. Công suất của con này thì chỉ có 1500W thôi. Dung tích của nó sẽ là 2 L. Sử dụng ok, chất lượng. Đấy, dung tích max 2 L này. Gukokdo này. Con này giá của nó sẽ là 130.000 đồng các bác nhé. 130.000 đồng một cái dòng ấm đun nước siêu tốc kính. 130k. Hàng đẹp. Hàng đẹp luôn. 130k. Đó, xịn sò luôn. Cái nắp của nó này, nắp của nó cũng có van, cũng có cái lẫy khóa này. Hàng chưa qua sử dụng. Hàng này là hàng chưa qua sử dụng các bác nhé. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Gukokdo. Hàng ok. 130k. Cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng chai vệ sinh lồng giặt. Vệ sinh lồng giặt này các bác này. Hàng này thì sử dụng rất là ok luôn nhé. Con này thì nó sẽ vệ sinh là làm sạch lồng giặt này. Nói chung là rất là tiện lợi luôn. Các bác nó máy giặt từ 4 đến 9 kg là các bác đã sử dụng hết một cho lọ này rồi. Các bác về các bác cách sử dụng, các bác mở nắp ra, các bác đổ vào lúc không có quần áo nhé. Các bác đổ vào trong cái lồng giặt và các bác chọn chế độ là vệ sinh lồng giặt và nó sẽ làm sạch lồng giặt này, khử khuẩn này. Nói chung là rất là tiện. Chắc các bác, nhiều bác cũng chưa bao giờ tẩy lồng giặt đâu. Thế nhưng mà
cái lồng giặt của các bác là phải thường xuyên vệ sinh nhé, phải thường xuyên vệ sinh cho em luôn này. Hàng này thì hàng của nội địa Nhật, Made in Japan. Con này rất là ok luôn. Giá của con này nó sẽ là 50.000 đồng một chai như thế này. 50.000 đồng một chai vệ sinh lồng giặt này. Giá cực kỳ tốt luôn cho các bác luôn. Nên là các bác có thể yên tâm, hàng đảm bảo cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán nhé. Kháng khuẩn 99,9%. Đấy, hàng của nội địa Nhật, Made in Japan, hàng tốt luôn nhé. Tốt luôn. Đấy. Chai này là chai tẩy lồng giặt. Một cái mã tiếp theo. Một cái dòng viên thả bồn cầu. Con này thì nó sẽ tạo ra cái mùi rất là dễ chịu ở trong cái bồn cầu nhỉ các bác. Chỉ có 40.000 đồng một hộp thôi. Các bác về các bác, nó sẽ bịt ở cái lỗ này. Các bác về các bác sẽ lột nó ra, bỏ sang bên hông này. Và các bác nâng cái này lên, thả vào cái két nước ấy. Đây, vứt cái này ra. Rồi các bác thả vào cái két nước của các bác. Rồi là các bác sử dụng thôi. Nó sẽ là diệt khuẩn, kháng khuẩn, diệt khuẩn. Đây, cái thông tin chi tiết của cái hộp này này. Kháng khuẩn, diệt khuẩn này. Nguồn gốc xuất xứ này. Tất cả các thứ đều rất là rõ ràng, minh bạch luôn. Hàng này ở siêu thị Nhật gửi về nhé, nên là các bác có thể yên tâm sử dụng. Đấy, hàng nguyên hộp mới luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó chỉ có 40.000 đồng một chai. 40.000 đồng một chai. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã lọ thả bồn cầu này. Thả bồn cầu 40.000 đồng. 40.000 đồng một cái. Một cái mã tiếp theo. Một cái dòng tuyếp kem đánh răng này. Một tuyếp kem đánh răng 170g. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Suntat. Con này thì hàng của nó là hàng Nhật, cực kỳ xịn sò luôn. Kem đánh răng này là kem đánh răng muối các bác nhé. Cái dòng kem đánh răng này là dòng kem đánh răng muối. Nó rất là trắng răng, sạch răng và thơm miệng. Bác nào mà đã trải nghiệm rồi, các bác có thể để lại một bình luận cho em. Dòng này sử dụng rất là ok luôn. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng. 170g, jp.suntat.com. Các bác có thể truy cập website của nó để các bác về các bác sử dụng. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nguyên hộp như này cho các bác luôn này. Khi các bác nhận hàng nó sẽ là hàng mới nguyên hộp. Đấy, và đây là em đã bóc ra tip của nó. Hàng cực kỳ ok luôn. Đây. Cực kỳ thơm luôn nhé. Nó cực kỳ thơm luôn. Và đánh răng rất là dễ chịu, nó là kem đánh răng muối nên là nó rất là sạch. Giá của này bên nhà em đang có mức giá đó là 60.000 đồng nhé. 60.000 đồng một tip kem đánh răng muối. Hàng chất lượng luôn. Cái mã sản phẩm tiếp theo. Hôm nay thì bên nhà em lại về thêm cho các bác một cái dòng củ sen nhé. Cái này là củ sen đấy các bác. Đấy, củ sen con này là có cả nóng cả lạnh nhé. Đây các bác điều chỉnh vặn nóng lạnh ở đây này. Vặn chỉnh nóng lạnh ở đây. Hàng đẹp luôn nhé. Con này cũng có cái vòi xả tự do. Nó sẽ có một cái vòi xả tự do. Và một cái đường lên bát cho các bác. Đấy. Ngoài ra thì đầy đủ cái bộ phận của nó sẽ là chân chữ Z các thứ là sẽ đầy đủ. Đấy, chân chữ Z các thứ này. Đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Con này thì thương hiệu của nó là Okazamachi. Okazamachi. Hàng cực đẹp luôn nhé. Nó sẽ gồm cho các bác đó là một cái củ sen, một cái bát sen, một cái dây cấp. Đấy. Và một cái giá. Một cái giá treo sen như thế này. Chọn bộ, một bộ của nó. Đấy, một bộ của nó, bát sen của nó này. Rất là đẹp luôn, thương hiệu của nó là Okazamachi. Đấy, hàng cực kỳ ok luôn nhé. Đấy, bên trong của nó này các bác có thể nhìn thấy đấy. Rất là thanh mảnh thôi, rất là thanh mảnh nhưng mà rất là chất lượng nhé. Các bác có thể chọn là chỉnh xả tự do hay là xả đều ok. Đấy, xả tự do hay xả bát sen đều rất là tiện lợi, rất là xịn sò luôn. Và con này thì nó rất là dễ sử dụng. Nó rất là dễ sử dụng nhé. Có cả nóng cả lạnh nhé, nó sẽ điều phối cho các bác là cả nóng cả lạnh cho các bác. Đây. Rất là tiện lợi và xịn sò. Đấy. Vặn này. Vặn rất là xịn sò luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 650.000 đồng. 650k. Và bên nhà em bao luôn phí ship cho các bác. Các bác lên cho em mã này là mã củ sen. Cây sen Orama. Đấy. 650.000 đồng. 650k. Hàng mới luôn nhé. Hàng mới. Các bác có thể nhìn thấy đây. Em có thể bắt test thử cho các bác, bắt thử cho các bác để các bác có thể về các bác cứ bắt luôn nhé. Cái này thì các bác bắt vào tường như cây sen bình thường thôi. Đấy. Vào đây các bác bắt bắt sen vào đây thôi. Xoáy ra các bác bắt cái ấy sen vào đây. Cái bát sen tắm vào đây. Là các bác có thể sử dụng được. Đấy. Rồi. Đấy. Và các bác điều chỉnh thì các bác điều chỉnh ở đây. Đấy, off này. On này. Đấy. Là nó sẽ tự pha, các bác tự pha nóng lạnh nhé. Đây các bác vặn sang bên trái là xả tự do, còn vặn sang bên phải là tắm. Còn là các bác muốn chỉnh nóng lạnh thì các bác sẽ chỉnh ở cái đoạn ở giữa này. Đấy, là tự nó sẽ trộn nước
tự nó sẽ trộn nước cho các bác luôn, hàng xịn sò luôn. Thương hiệu của nó là thương hiệu Okazamachi, hàng nội địa Nhật nhé, hàng nội địa Nhật, hàng đẹp luôn nhé các bác nhé, hàng này hàng hiếm luôn đấy. Đấy, củ sen này, hàng cực kỳ hiếm và xịn sò luôn. Đấy, các bác bắt cái bát nữa vào đây là xong, bắt cái bát nữa vào đây là xong, nó sẽ đầy đủ cho các bác, đó là cả giá treo các thứ đầy đủ luôn, cả chữ Z 650k và bên nhầm bao ship. Đấy, màu của nó như này nhé, màu của nó như này. À, các bác lên cho em mã này là mã củ sen, củ sen một đi, bộ củ sen một cho nó dễ, nó giòn giếc các thứ đầy đủ hết nhé. Đấy, về là chỉ việc lắp lên và dùng thôi, về các bác chỉ việc lắp lên và dùng thôi. Và cái hàng này là hàng độc hiếm luôn nhé, hàng hiếm luôn. Ở đây em hình như có 2-3 bộ thôi, về được 2-3 bộ thôi, 650k củ sen một. Các bác lên cho em mã này mã củ sen một, để em ghi luôn vào đây nhé, mã một nhé. À, bộ củ sen mã một cho nó dễ, không đến lúc mà lại nhầm lẫn. Mã 1 650k. Bộ củ sen mã 1 650k. Đây, một cái bộ củ mã thứ hai luôn, giới thiệu luôn để nó bị nhầm lẫn luôn. Đấy, thì nó sẽ là một cái bộ củ sen phổ thông như thế này. Đấy, nó là bằng inox bóng nhé, nó là bằng inox bóng. Hàng đẹp luôn này, lõi bên trong của nó này. Con này thì rất là đơn giản thôi, các bác bắt thì nó như bình thường thôi. Còn đây là cái bát sen của nó, dây cấp thì nó cũng bình thường, không có cái gì khá nổi trội cả. Đấy, con này thì inox bóng mạ chrome. Đây, em Dân này, xin chào các bác này. Đấy, ở đây các bác có thể chỉnh tia. Cái này ở đây thì các bác có thể chỉnh tia này. Các bác không? Các bác chỉnh tia. Đấy, đúng chỉnh tia. Đây, ở đây các bác có thể chỉnh tia ở cái bát sen này. Hàng đẹp luôn nhé. Các bác về các bác cũng bắt như thế thôi, bình thường thôi. Sen bóng các bác có thể nhìn thấy không? Em có thể soi gương được. Này, em có thể soi gương được. Đấy. Các bác lên cho em mã này là mã bộ củ sen 2. Đấy. Củ sen mã 2 nhé. Củ sen, bộ củ sen mã 2. Củ sen 8. Con này bên em cũng có mức giá, đó là 650k bao ship nhé. Đấy, bộ củ mã 2 này, mã 2. 650k. Bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Mã 2 650.000 đồng và bên em bao ship toàn quốc cho các bác. Hàng đẹp luôn nhé. Đấy, hàng nội địa Nhật, hàng nội địa Nhật, sen bóng. Loại này là loại sen bóng. 650k. Còn một cái bộ nữa này. Cũng đầy đủ nhé, tất cả thì nó sẽ đầy đủ cho các bác là chữ Z này. Chữ Z để các bác bắt này. Bát sen này, dây sen này, và cái giá treo sen đầy đủ luôn. Con này thì là sen mờ. Đấy, hàng cũng là hàng của nội địa Nhật. Đấy. Con này thì củ sen mờ. Giá của nó thì sẽ mềm hơn nhé, đầy đủ bộ phận như theo như thế này. Các bác lên cho em mã này là mã 3. Mã 3 đây. Mã 3 550k bao ship. Mã 3 550k. Các bác lên cho em mã này là mã 3 550.000 đồng với bên em bao ship nhé. Đấy, con này là củ mờ, nhiều bác không thích củ bóng thì các bác có thể dùng củ mờ, hoặc là bác có thể lắp cho cái phòng, những cái dãy phòng trọ thì chúng ta cũng không cần phải loại xịn như những dòng kia, thì chúng ta dùng những dòng này, dòng mờ thì nó sẽ tiết kiệm được chi phí, nó cũng là hàng xịn nhưng mà nó sẽ tiết kiệm được chi phí hơn những cái dòng bóng kia thì nó đắt đỏ hơn. Đó, dây của nó đây, đầy đủ cả bộ các thứ luôn. Đấy, 550k một cái bộ, cả bộ như này và bên em bao ship. Các bác lên cho em mã này mã củ sen mờ. Củ sen mờ nhé. 550k bao ship. Hàng đẹp xịn xò luôn. Và riêng hàng như em thì các bác yên tâm một điều, đó là cứ nhận hàng rồi các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi mới phải thanh toán nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái mẫu vòi Larabo. Vòi Larabo này. Con này là vòi Larabo vuông. Con này thì tương đối là cao. Những cái chậu rửa hoặc là các bác nào mà muốn chậu nó cao thì các bác có thể sử dụng. Nó sẽ đầy đủ cho các bác, đó là những cái bộ phận của nó, giá treo này, dây cấp này thì chắc chắn là sẽ phải đầy đủ rồi. Đây, bên trong của nó đây, bên trong của nó đây, kích thước của nó nhỉ, để em đo cho bác cái tổng chiều cao. Con này khá cao đấy. Hàng này thì thực sự ra với các bác luôn là nhiều bác kiếm mà không được. Ví dụ những cái chậu, những cái chậu mà bác làm chậu nổi thì nó đã mất 30-40 phân rồi, còn thì con này rất là vừa luôn. Đây, dòng này là dòng vuông bóng. Tổng kích thước của nó lên đến 30,5 cm. Tổng kích thước của nó lên đến 30,5 cm nhé. Con này thì kích thước của nó vuông nó sẽ là hơn 4 cm một chút. Và nó có thể, nó đua dài ra này. Nó đua dài ra đến 15,5 cm.
nó đua dài ra đến 15,5 cm. Đấy, hàng này của nó là hàng nội địa Nhật nhé, nên là các bác dùng cũng rất là ok. Đấy, bên trong lõi của nó thì rất là đơn giản thôi, nó sẽ có cho các bác đó là nước hai cái ống này, nó sẽ lên cái vang ở đây và nó ra vòi này thôi, nó đơn giản nên là nó cũng không quá là nặng hay là không quá là cầu kỳ. Dòng này in nước bóng các bác về các bác lau qua đi là nó sẽ ok, sạch sẽ, đầy đủ bộ phận cho các dây cấp, dây keo các thứ sẽ đầy đủ. Đấy, những cái dòng dây cấp, dây củng này các thứ là sẽ đầy đủ cho các bác luôn. Màu của nó là màu trắng, màu của nó là màu inox bóng. Con này thì bên nhà em đang có cái mức giá của nó sẽ là 600k và bên em bao ship 600k và bên em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này, mã vòi Larabo vuông bóng 600k bao ship, 600k bao ship, hàng của nội địa Nhật Marine Japan nhé. Hàng của nội địa Nhật Marine Japan, hàng đẹp luôn, hàng đẹp và xịn sò luôn, mà giá lại mềm nhé, chỉ có 600.000 đồng thôi mà lại còn bao cả ship nữa cho các bác luôn. Đấy, nhận hàng các bác kiểm tra hàng, thanh toán đúng như cái mẫu em đang giới thiệu trên video đây. Đấy, không đúng không thanh toán, không đúng không thanh toán, nên là các bác có thể yên tâm nhé, hàng đẹp luôn. Một cái mã tiếp theo, một số những cái mẫu vòi chậu này, vòi chậu rửa bát này. Đấy, vòi chậu rửa bát. Con này thì em có dạng due và dạng không due. Đấy, dạng due và dạng không due, nó hai hãng khác nhau. Thì em sẽ xin đi và giới thiệu từ từ nhé. Cái vòi due này thì như các bác đã biết rồi, lần trước em đã giới thiệu cho các bác một lần rồi. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Okazamachi, hàng của nội địa Nhật. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Nó sẽ có cho các bác đó là cái dòng dây cấp nóng lạnh đầy đủ. Này để em xoáy ra. Đây. Bên trong của nó này. Hàng xịn luôn. Nói chung là hàng này thì hàng chất lượng rồi. Các bác yên tâm là nhận hàng cứ kiểm tra hàng. Riêng hàng nhà em dân là các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái, rồi các bác mới phải thanh toán, chứ không phải vội vàng gì cả. Đây. Các bác về các bác lắp vào. Đây, các bác lắp vào. Đấy, các bác cứ về các bác lắp vào thoải mái cho nhà em. Hàng này bát due nhé. Các bác có thể xoay 360 độ này. Đấy, xoay 360 độ này. Cần gạt nóng lạnh của nó này. Cần gạt nóng lạnh của nó này. Thương hiệu của nó là Okazamachi. Thương hiệu của con này là thương hiệu của Okazamachi. Hàng cực kỳ đẹp luôn nhé. Hàng đẹp, chất lượng luôn. Đấy, con này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 450.000 đồng. 450k và bên nhà em bao ship nhé. 450k bao ship cho các bác. Các bác lên cho em mã này, mã Larabo Due. Hoặc là các bác có thể gửi hình ảnh cho em nhé, chụp ảnh gửi qua Zalo cho em. Cái số hotline em đang để ở góc màn hình đây. Hai số hotline em, các bác gửi Zalo số nào cũng được. Loe 450k. Loe, các bác lên cho em mã Loe nhé. 450.000 đồng bao ship. Tại sao em lại gọi nó là Loe? Đây, tại vì bát của nó Loe này. Đấy, cái bát của nó loe này. Đấy, nhận hàng như em thì các bác kiểm tra hàng thoải mái. Đấy, các bác chỉnh cái đầu vòi này, nó sẽ có hai loại thì các bác chỉnh ra. 450.000 đồng bao ship. Còn một cái loại loe nữa này, loe nước lạnh không này. Đấy, loe nước lạnh không này. Thì đây. Thì nó chỉ đơn giản là lắp xuống lấy thôi, xong là các bác ấy đây. Con này thì con loe này thì rất là ok luôn. Đấy, cũng thế này. Đấy. Nước nguyên nước lạnh không thì nó chỉ có đơn giản như này thôi. Các bác cũng có thể xoay 360 độ. Đấy, và cái gạt này đây, các bác gạt mở ra và đóng thôi. Hàng đẹp luôn nhé. Con này thì đơn giản, giá của nó mềm hơn. Giá của nó sẽ là 250k. Đấy, các bác lên cho em mã này, nước lạnh due, lạnh due nhé. Lạnh due, hoặc là các bác chịu khó giải thích cho em tí thì là nhân viên là em sẽ hiểu. Còn không, nếu mà các bác muốn nhanh nhất thì các bác chỉ cần đọc chữ lạnh due. Lạnh due là nhân viên nhà em biết. Lạnh due 250k. Lạnh due 250k bao ship. Một cái mã tiếp theo. Đây. Một cái mã nước lạnh. Con này thì hàng của Toto. Hàng của Toto này. Con này thì nó đơn giản thôi. Nó cũng chả có due hay là chả có gì cả. Đơn giản chỉ là một thanh lên như này. Đây là dành cho bác nào thích sự đơn giản thì chắc chắn là đưa cái này, sản phẩm như em thì nó sẽ đầy đủ cho các bác đi theo, là đầy đủ sẽ là dây cấp các thứ, nó sẽ đầy đủ cho các bác. Riêng con nóng lạnh thì có dây cấp, nhưng còn con nguyên nước lạnh không thì nó sẽ không có cái gì cả, nó chỉ có cái vòi thôi nhé. Đấy. Hàng của Toto
các bác về các bác đấu ở chân cho em này. Hàng của Tổ Tổ nó sẽ khác này. Hàng xịn sò luôn. Hàng xịn sò luôn. Giá của nó cũng thế nhé. Giá của nó cũng là 450k bao ship. Giá của nó cũng là 450k bao ship nhé. Đấy. Nhưng mà hàng thì nó hãng khác nhau. Nó là các hãng khác nhau. Đấy. Các bác lên cho em mã này, mã vòi Tô Tổ. Vòi Tô Tổ nóng lạnh. Tô Tổ nóng lạnh này. 450k vào bên em bao ship. 450k bao ship. Cái dòng này là dòng vòi chậu rửa bát Tô Tổ nhé. Tô Tổ nóng lạnh 450.000 đồng ở bên em bao ship luôn. Cho các bác cái mã này. Một cái mã tiếp theo. Đấy, một cái vòi vòi xoa xoay này. Đấy, các bác muốn chỉnh tia theo kiểu nào thì các bác vặn theo kiểu đấy. Ở đây thì tia theo kiểu một cái là kiểu nước mưa và một theo kiểu là nó sẽ ồ ạt nó chảy ra. Đấy. Thì các bác muốn chỉnh theo kiểu nào thì các bác vặn theo kiểu đấy. 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 Hoặc là các bác có thể chỉnh ở hai đầu này cũng được. Đấy. Nó có, các bác có thể xoay bất cứ chiều nào, cứ xoay xuống là nó sẽ chảy nước theo kiểu xuống dưới như này. Đấy. Con này thì nguyên nước lạnh không nhé. Con này thì nguyên nước lạnh không. Đấy. Hàng này thì hàng của Tô Tổ. Hàng này hàng của Tô Tổ này. Đấy. Hàng nội địa Nhật Made in Japan. Hàng của Tô Tổ, hàng nội địa Nhật Made in Japan. Đấy, hơi sợ, hơi bóng nhỉ. Dòng này thì nó sẽ không có dây cấp đâu nhé. Hàng này thì nó sẽ không có dây cấp. Đấy, các bác có thể chỉnh này, bốn phía này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, các bác có thể xoay ngược, xoay xuôi, xoay trái, xoay phải đều được. Hàng này rất là bền. Nó rất là bền và rất là xịn sò, nhưng mà nó chỉ có nguyên nước lạnh. Đấy, nó chỉ có nguyên nước lạnh. Và con này có bác có thể xoay ở đây nữa này. Đấy, ví dụ là dùng xong, các bác để này, dùng xong các bác gấp lại. Đấy, để đỡ tốn diện tích của cái chậu rửa các bác vặn ra. Vặn sang. Đấy. Nó hơi thao mất thao tác một chút, nếu mà các bác nào dùng quen con này rất là ngon luôn. Nguyên nước lạnh không nhé. Con này thì bên thì em đang có mức giá của nó sẽ là 400k. Đấy. Các bác lên cho em mã này, mã vòi chậu gạt nhé. Vòi chậu gạt. Gạt này. Hoặc là cái chỗ này xoay này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Vòi chậu gạt 400k vào bên em bao ship cho bác cái mã này luôn. 400.000 đồng vào bên em bao ship nhé. Vòi chậu gạt này. Hàng đẹp luôn. Đấy. Nhận hàng thì các bác bên nhà em thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Nên là các bác cứ yên tâm, không phải là bảo là không được kiểm tra hàng hay các thứ đâu. Đấy, hàng đẹp xịn sò luôn. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái 400k vào bên em bao ship. Cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác. Hôm nay về rất là nhiều những cái xô đá nhé. Diện tích nó không có chỗ nên là không để nhiều vào đây được. Thì trong cái xô đá này này, đây một cái còn nó sẽ có một cái nắp hàng bằng inox nhé các bác nhé, hàng bằng inox 304, cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, anh em ngồi ăn nhậu thì các bác có thể để vào đá vào trong này, giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Nó tuy nó không được nhiều thế nhưng mà các bác có thể để thoải mái một mâm ngồi ăn nhậu thì cái dòng này thì các bác để yên tâm luôn, nó sẽ không dễ bị tan đá nhé. Con này thì nó sẽ có cái kích thước của nó đây, miệng của nó sẽ là 19, độ sâu của nó sẽ là 19 sâu 18. Đó, con này thì nó rất là dày dặn. Độ dày của nó này các bác có thể nhìn thấy, dày đến, để em đo cho các bác độ dày luôn. Nó tầm nhé. Xem hơn một phân luôn, độ dày hơn một phân nên nó sẽ giữ nhiệt rất là tốt. Đấy, độ dày của nó hơn một phân nên nó sẽ giữ nhiệt rất là tốt cho các bác luôn. Bên trong lòng của nó này. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Wuling, hàng của thương hiệu Wuling, hàng made in Germany của Đức. Hàng cực kỳ yên tâm luôn. Nếu mà cái dòng này các bác giữ đá, nắp của nó sẽ có một lớp gioăng cao su như thế này này. Nắp của nó sẽ có một lớp gioăng cao su để các bác đậy lại. Đấy, cái dòng này mà ngồi ăn nhậu thì em nói thật với các bác luôn là phê luôn, ngồi uống bia mùa hè. Đấy, ở miền Bắc hay miền Nam cũng thế thôi, đều rất là tiện lợi. Và nó có sẽ có cái tay sách. Nó sẽ có cái tay sách cho các bác. Hàng này thì giá của nó bên shop đang có mức giá của nó là 400.000 đồng nhé các bác nhé. 400k vào bên nhà em bao ship luôn cho các bác cái mã xô đựng đá này. Hàng thì đẹp luôn nhé, đẹp. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. Đấy, xô đá 400k vào bên em bao ship. Một cái mã tiếp theo này. Đây là một con năng lượng mặt trời 60W này. Cái dòng này thì những cái dòng kính của nó nhé, là nói chung là nếu mà cố tình đập thì nó sẽ vỡ thôi. Nhưng mà nó cũng rất là cứng chắc này. Đấy, các bác nghe tiếng đấm của em này. Đấy, và rất là dày dặn luôn. Đấy, rất là dày dặn. Hàng rất là đẹp luôn nhé. Tất cả của nó thì bảo hành cho bác trong vòng... một năm, tất cả bảo hành cho bác trong vòng một năm, đổi mới trong vòng 6 tháng đầu. Chả ai dám đổi mới trong vòng 6 tháng nữa các bạn. Riêng shop em mới dám đổi mới thôi. 35 này,
chiều ngang 35 nhân với lại 23,5. Còn đây là mặt đèn của nó đây. 28. 28 nhân với lại 22,5. Đó, thì phụ kiện của nó sẽ gồm cho các bác đều đầy đủ, đó là một túi ốc và một cái remote điều khiển như thế này. Được, dòng đèn năng lượng này. Con này thì nó là công suất của nó là 60W. Bên nhà em đang có một cái mức giá của nó cũng khá là dễ chịu. Con này 60W này thì nó sẽ có mức giá là 450k. Bao ship toàn quốc cho các bác. 450.000 đồng một cái 60W nhé. 450.000 đồng một cái mã đèn năng lượng 60W. Và bên nhà em bao ship toàn quốc, tức là các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái và chỉ cần thanh toán là 450.000 đồng thôi. Đó. Một cái mã tiếp theo, một con 100W. Đây, hôm qua giới thiệu rồi, hôm nay giới thiệu lại cho các bác một chút. Đấy, giá của nó sẽ là 520.000 đồng. Con này thì đây, nó sẽ gồm cho các bác phụ kiện của nó đều đầy đủ là như này. Đó. Và cái này là cái kính đấm không sợ vỡ nhé. Các bác đấm không sợ vỡ. Nó rất là cứng chắc, hàng cực kỳ đẹp luôn. Thương hiệu của nó là Solilin. Đấy, 100W, chỉ số chống nước của nó sẽ là IP67. Và đây là một cái tấm pin năng lượng mặt trời của nó này. Cái tấm pin của nó, hàng này rất là ok luôn. Con này thì đây, Solimap này là tấm pin này. Đấy, thông số của cái tấm pin của nó đây. Đấy, kích thước của nó luôn nhé. Dòng này thì dùng rất là ok các bác nhé. Kích thước của nó sẽ là 35 nhân với lại 29, 35 nhân với 29 cm. Rất là cứng chắc nhá các bác nhé. Mà nó hấp thụ năng lượng mặt trời cực kỳ tốt luôn. Và cái mức giá của nó ấy, cái mức giá của nó thì các bác yên tâm. Cái độ sáng của nó nữa, thì đây em xin test luôn cho các bác luôn. Đấy, các bác về các bác sẽ kết nối vào cho em như thế này. Đó, là nó sẽ sáng, nó sẽ nhấp nháy sáng này. Đấy, nhấp nháy sáng này là nó đang sạc, tức là ban ngày nó sẽ tự sạc và trời tối nó sẽ tự sáng cho các bác, cực kỳ sáng luôn chứ không phải là sáng bình thường đâu các bác nhé. Đây là em đang để đèn quay video rồi mà nó còn sáng như này là các bác biết cái độ sáng của nó như nào rồi. Đấy, ở đây thì nó còn có cả cái giá treo này, ở đây tất cả đều nó có đều có cái giá treo nhé, để các bác có thể treo lên. Hàng này thì các bác yên tâm, giá cực tốt luôn. Con này thì giá bên nhà em đang có mức giá là 520.000 đồng. 520.000 đồng một cái năng lượng 100W này, và bên nhà em bao luôn phí ship nhé. 520.000 đồng và bên nhà em bao ship luôn năng lượng mặt trời 100W, 100W luôn các bác nhé. Đấy, còn con này là 200W này. 200W này. Dây của nó sẽ phải phù hợp. Tại vì con 200W thì dây của nó mới to, còn con 100W công suất bé thì cái chuyển đổi năng lượng của nó không cần phải nhiều. Đây con 200W thì dây của nó khác biệt hoàn toàn với con 100W luôn. Đấy, con 200W dây khác biệt hoàn toàn luôn. Nó sẽ phụ thuộc theo cái độ mức độ của cái đèn năng lượng nhé. Con 200W này. Ánh sáng của con 200W này cũng cực kỳ ok luôn. Đây em xin test luôn cho các bác luôn. Các bác có thể nhìn thấy cực kỳ sáng luôn nhé, cực kỳ sáng luôn. Đấy, và con này thì để em đo cho các bác kích thước của nó. Kích thước của nó này, tấm pin trước nhé. Tấm pin của nó sẽ là 34, gần 35, gọi là 35 đi. 35 nhân với lại 35 nhân 35. Đấy, tấm pin của nó 35 nhân 35. Hàng đẹp luôn. Đấy, khi các bác nhận hàng là bao cho bác không bể vỡ nhé. Đây là tấm pin. Còn đây là cái đèn của nó này. 32,5 nhân với lại 26. Hàng đẹp luôn. Chọn một bộ như thế này, con 200W này, kính cường lực. Giá chỉ nó chỉ có 750.000 đồng thôi. Đấy, giá chỉ có 750.000 đồng thôi và bên nhà em lại còn bao cả ship cho các bác nữa. Bao cả ship cho các bác nữa nhé. Đây là năng lượng mặt trời 200W Solar Light. 200W chỉ số chống nước IP67. Chỉ số chống nước IP67 tức là các bác để ngoài trời các bác không phải lo lắng gì cả. Các bác để cả cục cái mặt đèn hoặc là cái ấy ngoài trời cũng không sợ gì cả. Đấy, sân khoảng 570 m² đổ về vẫn thoải mái. Sun Life 750.000 đồng. Cái con to nhất nó là 300W. 300W này. Hàng này của nó hàng đẹp luôn nhé. 300W chỉ số chống nước IP67 880.000 đồng. Giá chỉ có 880.000 đồng thôi mà lại còn bao cả ship cho các bác luôn nhé. 880.000 đồng một con 300W này. Và bên nhà em bao cả ship cho các bác luôn. Rất là to luôn, con này rất là sáng luôn. Đấy. Dây của nó, cái dây của nó ấy, rất là ok luôn.
Em bán kèm thêm cả cái dây nối nhé, nếu mà bác nào mà dài hơn ấy hoặc là bác có thể cắt ra bác tự nối được, còn không thì các bác em bán thì kèm thêm cái dây nối để các bác nối vào. Đấy. Hàng đẹp luôn nhé, xịn sò. Để em đo cho bác cái kích thước. Tất cả nó đều tự động sáng thế, trời tối thì nó sẽ tự sáng và trời sáng nó sẽ tự tắt. Kích thước của nó sẽ là 35 nhân với lại 45 là tấm pin. Và cái mặt đèn này của nó sẽ là 34 nhân với lại 28. Giá của nó sẽ là 880.000 đồng và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác nhé. 880k và bên nhà em bao ship cho các bác cái năng lượng mặt trời 300W. Đấy. Còn một cái mã nữa này. Con này thì là đèn năng lượng mặt trời đường. Đấy, con này thì 120W. Con này thì là 120W. 6 pha. 1 2 3 4 5 6 pha. Mỗi pha này của nó là 20W. Mỗi pha của nó là 20W này. Con này thì kích thước của nó thì em sẽ đo phủ bì nhé. Em sẽ đo phủ bì mặt pin của nó mặt đằng sau luôn. Tất cả sẽ có remote các bác. 63. Ngang của nó sẽ là 24,6 cm. 24,6 cm. Hàng đẹp luôn nhé. Con này tự động sáng, 520.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Giá chỉ có 520k và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác rồi. Đấy, nhận hàng các bác chỉ cần thanh toán là 520.000 là xong. Không cần phải thanh toán thêm một cái chi phí gì nữa. Hàng đẹp và chất lượng luôn, xịn sò luôn. Độ sáng của nó như tất cả này là bao cho các bác là qua đêm. Đấy, sáng bao cho các bác là qua đêm luôn. Nên là các bác yên tâm. Thời tiết bình thường nhé. Chứ còn nếu ví dụ mà trời âm u cả ngày không có tí nắng nào thì không thể qua đêm được. Đấy thì các bác cũng thông cảm. Đấy, hàng năng lượng mặt trời như em thì đầy đủ các cái số lượng thông số. Đấy, thì để em sẽ kiếm cho các bác những cái dòng to hơn. Đấy, những cái dòng năng lượng mặt trời to hơn thì sẽ kiếm cho các bác ở những cái video sau. Đó, thì quý cô bác anh chị đi qua kênh thì bớt chút thời gian cho em dân trịnh xin một nút like nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái bộ nồi Erlenmeyer. Dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Design Germany của Đức. Hàng nguyên hộp luôn nhé. Hàng nguyên hộp luôn này. Đó, thì đây em sẽ xin bóc siêu cho các bác luôn. Hàng nguyên siêu luôn. Ở đây thì nó là hàng mới. Con này thì nó sẽ gồm có cho các bác đó là một cái chảo. Đấy, miệng của nó là 24 nhân với sâu 7,5. Một cái xoong ngoáy bột 16 nhân với sâu 10,5. Một cái xoong to. Đấy, kích thước của nó đây 14,5 6,6. Một cái xoong nhỏ nhỡ 20 nhân với 12,5 3,9. 18 sâu 11,5 2,9 và 16 nhân 10,5. Tổng cộng của nó là 6 món nhé. Hàng này là hàng năm đáy. Hàng này là hàng năm đáy. Đây. Đấy. Mở bên trong của nó ra này. Đấy, để em sẽ bỏ nó ra trước nhé. Em sẽ bỏ nó ra trước rồi em sẽ review cho các bạn sau. Đây. Vung này. Đấy, đầy đủ luôn nhé. Đấy, đầy đủ luôn. Đây để em sẽ bỏ hết ra. Tổng cộng của nó là 6 món và có nắp vung đầy đủ. Mỗi cái món này của nó đều có nắp vung đầy đủ cho các bác luôn. Hàng này là hàng mới nhé. Tất cả toàn bộ của nó là hàng mới cho các bác hết. Đấy, chỉ được về và sử dụng thôi. Còn bộ này của nó cũng rất là chất luôn. Và giá của nó thì các bác yên tâm luôn đấy. Giá của nó thì yên tâm luôn là một điều đó là giá cực kỳ rẻ. Cực kỳ ok luôn. Giá cực kỳ mềm luôn nhé. Đây. Khi các bác nhận hàng với nhà em nhé. Là các bác kiểm tra thoải mái. Đấy, kiểm tra thoải mái không sợ bị bổ lời. Vỡ bụng đi đâu. Nên là các bác cứ yên tâm. Hàng như em thì cứ người thật việc thật. Đây. Một cái bộ của nó này. Gồm có cho các bác đó là 6 món này. Tất cả đều có nắp vung nhé. Tất cả đều có nắp vung riêng biệt luôn. Hàng mới nguyên hộp các bác nhé. Hàng mới em khui nguyên hộp cho các bác luôn. Hàng mới khui nguyên hộp cho các bác luôn. 6 món, 1 này, 2, 3, 4, 5 và cái cuối cùng là 6 đây. Đó, hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Erlenmeyer. Các bác đun bếp ga, bếp từ, ga này, từ này, hồng ngoại đều đun được thoải mái. Các bác đều đun được thoải mái, con này là 5 đáy. Xoong inox, viền của nó inox nhé. Bên dưới đáy này của nó thì nó sẽ thêm có thêm cho chúng ta đó là lớp hợp kim. Nên là các bác thử nam châm nó sẽ hít. Đấy, con này thì Erlenmeyer này, một con này. Cái chảo đây là chảo chống dính nhé. Cái dòng chảo này là chảo chống dính này. Hàng chất luôn. Hàng cực kỳ ok luôn. Đó. Một cái bộ nồi 6 món của Đức. Một cái bộ nồi 6 món của Đức như này.
Bên nhà em đang có một cái mức giá của nó cũng rất là mềm luôn cho các bác luôn. Giá của nó chỉ có 700 ngàn đồng nhé. 700k và bên nhà em bao ship. 700k. Bao ship cho các bác toàn quốc nhé. 700 ngàn đồng và bên nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. Đấy. Nhận hàng thì các bác yên tâm một điều đó là nhận hàng kiểm tra hàng nhà em thoải mái. Rồi các bác mới phải thanh toán. Bộ nồi tiếp theo. Bộ nồi này thì còn đẳng cấp hơn. Bộ nồi này thì bộ nồi của thương hiệu Casa Villa 9 đáy. 9 đáy các bác nhé. Casa Villa 9 đáy này. Bếp từ bếp ga đều đun được. Khui hộp mới luôn cho các bác luôn. Hôm nay cũng khui hộp mới cho các bác luôn. Tất cả nó đều có một cái lớp màng co. Đó. Bên trong bộ của nó đây. Những cái giấy tờ này thì không cần thiết. Nắp vung này. Để em bỏ ra ngoài đã nhé. Để em bỏ ra ngoài rồi em sẽ giới thiệu review cho các bác cho nó chi tiết. Không mất thời nhiều thời gian các bác đâu. Đó, hàng này thì của nó thì toàn bộ là hàng đẹp. Xịn sò luôn. Sò nồi này của nó này. Đáy của nó là 9 đáy. 9 đáy này. Rất là dày dặn luôn này. Hàng của Casa Villa nhé. Đấy, khui hộp mới là cho các bác luôn. Để review cho các bác cho nó dễ. Hàng nguyên hộp thương hiệu của Casa Villa. Nhận hàng nhà em thì các bác cứ yên tâm một điều đó là kiểm tra hàng thoải mái. Không phải là như kiểu là chỗ khác người ta không cho kiểm tra hàng. Nhà em thì kiểm tra thoải mái luôn. Và cái hàng này thì các bác đun nấu các thứ rất là chất lượng nhé. Nhất là các bác nào mà có nồi giả cầy mà các bác cho vào sau này bác hầm thì tuyệt vời. Nó cũng gồm có 6 món cho các bác. Đây để em sẽ đọc lại cái kích thước của 6 cái món này ở trong cái vỏ hộp này luôn để đỡ phải đo nhé. Đỡ phải đo nó mất thời gian vàng bạc của các bác. Đây. Một bộ nồi này thì của nó sẽ gồm có cho các bác đây. 6 món này. 24 x 6,5 này là cái chảo đây. 24 x sâu 13,5 6 lít 1 là cái xoong to này. 20 x 11,5 là cái xoong nhỡ. 18 x 10,5 2 lít rưỡi là xoong nhỡ nữa. 16 x 9,5 là xoong nhỏ cuối cùng. Và cái xoong ngoái bột là cũng thế, 16 x 9,5. Hàng này thì là các bác yên tâm, hàng đẹp luôn. Hàng đẹp và chất lượng luôn nhé. Con này rất là dày dặn ấy. Bác nào mà nên đang dùng những cái dòng xoong nhôm ấy, mà nhìn nó bẩn bẩn ấy, thì chúng ta nên thay cái dòng xoong này. Đấy, thay được cái bộ nồi này thì nó rất là phù hợp. Đó. Đây. Đầu tiên là cái xoong to này. Các bác có thể nhìn thấy cực đẹp luôn nhé. Casa Villa cực đẹp, cực chất luôn. Cái dòng này các bác đun bếp ga bếp từ thì thoải mái luôn. Đấy, các bác đun bếp ga bếp từ thì thoải mái luôn. Vung riêng nắp vung của nó khác, nắp vung của nó khác hoàn toàn luôn. Hàng của Casa Villa. Đó. Một cái chảo này, dòng chảo này là dòng chảo chống dính nhé. Các bác cầm vào cái sản phẩm là các bác biết rồi, cầm nó rất là chắc tay. Logo, tất cả logo cả của Casa Villa đầy đủ hết. Đấy. Casa Villa này, Casa Villa này. Các bác đun nấu nó cũng rất là tiện. Tại vì làm sao, mỗi cái món này chúng ta đều có nắp vung riêng nên là các bác đun nấu nó cũng rất là nhanh sôi. Đó. Một bộ nồi Casa Villa 9 đáy. Một bộ nồi Casa Villa 9 đáy này. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 món. 6 món 9 đáy. Cái bộ nồi này thì bên nhà em đang có mức giá của nó cực kỳ ok luôn cho các bác luôn. Giá của nó là 950.000 đồng nhé. Bộ nồi Casa Villa 9 đáy. Đấy. 950k. Bao ship. Hàng này thì toàn bộ cho các bác luôn, bao cho các bác luôn là hàng mới và chưa qua sử dụng nhé. Hàng này toàn bộ bao cho các bác là hàng mới và chưa qua sử dụng một tẹo nào luôn. Để các bác yên tâm. Đấy. Bộ nồi này, hai bộ nồi, hai mẫu bộ nồi bên nhà em. Đó. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em dân xin một nút đăng ký kênh luôn các bác nhé. Vừa rồi thì shop em vừa mới giới thiệu đến các bác rất là nhiều những mẫu sản phẩm bên nhà em. Quý các anh chị ưng sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp với số hotline của bên em là 0982 834 004 hoặc 0915 402 977. Cảm ơn các bác đã xem video của em dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.